Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 161, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiên 1. Lão sư, chiêu thương pháp này. Tiến vào phòng, Trịnh Dương cũng không nhịn được nữa mà hỏi một câu. Chiêu thương pháp này là thứ ta mới vừa sáng tạo ra, hiện tại ta sẽ nhiệm tu luyện pháp quyết cho con nghe. Trương Huyền đọc qua công pháp một lần. Cái này, cái này. Nghe khẩu quyết xong, Trịnh Dương bối rối. Chiêu thương pháp này thực sự quá cao minh. So sánh với những thương pháp mà trước đây hắn đã học được quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được nữa. Trước đó hắn cảm thấy bộ này thương pháp xiên xiên vẹo vẹo, tư thế không dễ nhìn, hóa ra căn bản không phải là như vậy. Chiêu này trọng ý không trọng hình, có thể thi triển rất xấu, cũng có thể thi triển hoa lệ không gì sánh được. Tuy chỉ có một chiêu, thế nhưng lại vượt qua vô số thương pháp, thiên biến vạn hóa, uy lực vô tận. Được rồi, ta đã truyền thụ hoàn chỉnh bộ thương pháp này cho con không được sự cho phép của ta không cho phép tự mình truyền ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền Trương Huyền nói Vâng, trịnh dương quỷ gối, long trọng dập đầu mấy cái. Hắn chìm đắm trong thương pháp nhiều năm cho nên đương nhiên biết rõ bộ thương pháp này quý giá ra sao. Đồng thời cũng hiểu rõ, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến gió tanh mưa máu ra sao. Tuy rằng chiêu thương pháp này đơn giản, thế nhưng lại là cơ sở của tất cả thương pháp, thời gian còn có hơn 10 ngày nữa. Ta hy vọng con có thể có đột phá lớn lao, không nên phụ một phen tâm huyết của ta. Trương Huyền nhắn nhủ. Lão sư yên tâm. Bên trong ánh mắt của Trịnh Dương mang theo vẻ kiên định, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nói. Lão sư, không biết chiêu thương pháp này có tên gọi là gì? Tên, ta còn chưa lấy, nếu như con thích thì cứ tùy tiện lấy một cái tên đi. Trương Huyền vung tay lên rồi nói tuy rằng chính hắn đã gọi nó là thiên đạo thương pháp, thế nhưng chỉ là cách gọi chung. Chiêu số vẫn nên có tên chiêu số, bản thân hắn cũng lười suy nghĩ thì cứ để vị học sinh này suy nghĩ đi. Vâng, biết bản tính của lão sư, trịnh dương cố nén sự khiếp sợ sắp ngất xỉu mà đi ra ngoài. Hắn rời đi, trương huyền xoa xoa mi tâm của mình. Vương dính, lưu dương đã được giải quyết mầm họa trong cơ thể, nhất định sẽ tăng tiến như gió. Mà viên đào, triệu nhã được kích hoạt thể chất, nhất định tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Duy chỉ có trịnh dương này là hơi yếu hơn mọi người. Chỉ là hiện tại có chiêu thương pháp này, sau hơn 10 ngày rốt cuộc là ai hơn ai một bậc cũng khó mà nói được. Lại gọi mấy học sinh tới, sau khi chỉ điểm vài câu, lúc này Trương Huyền mới rời khỏi học viện. Các ngươi nói, Đỗ Mạc Hiên đã quỳ gối trước cửa một ngày. Tuy rằng Đỗ Mạc Hiên bởi vì một lần bệnh nặng mà cạnh tranh chức vị gia chủ thất bại. Thế nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, quỳ gối trước cửa một ngày. Chẳng lẽ đối phương đúng là danh sư? Nếu như thật sự, trước đó chúng ta đã đoán sai rồi. Trương Huyền rời khỏi phủ đệ, học tập thương pháp, truyền thụ thương pháp, không ngờ lúc này toàn bộ thiên huyền vương thành đã sôi sùng sục lên. Nếu như nói chuyện lăng thiên vũ trước đó rất nhiều người không tin. Thế nhưng Đỗ Mạc Hiên quỳ gối trước cửa một ngày đã khiến cho bọn họ dao động. Đường đường là thành viên của một trong bốn gia tộc lớn nhất, trưởng lão Đỗ Gia, là nhân vật việt thế đã từng cạnh tranh chức vị gia chủ mà lại quỳ gối ở trước cửa người khác. Sợ rằng cũng chỉ có danh sư mới có được loại quyết đoán này. Qua xem tình huống một chút đi. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như thực sự là danh sư, phải dành thời gian giao hảo mới là vương đạo. Tin tức này truyền ra, vô số thế lực lớn, gia tộc lớn đã không nhẫn nại được nữa. Cả đám nhao nhao phái người tìm hiểu tin tức, thậm chí một ít gia chủ quản sự đầu lĩnh một phương cũng đã tự mình đến. La Trùng chính là một người trong đó. Hắn là hội trưởng luyện khí sư công hội của Thiên Huyền Vương Thành, là luyện khí sư nhất tinh trung kỳ. Cũng là luyện khí đại sư cấp bậc cao nhất trong Thiên Huyền Vương Quốc. Binh khí mà hắn luyện chế, coi như là thẩm truy bệ hạ cũng phải tốn số một tiền lớn để mua, vô số quan to quý nhân muốn mà không thể có được. Mỗi một cái mà hắn luyện chế đều có vô số người tung hô, đưa giá lên trên tận trời vốn bằng vào địa vị, thân phận của hắn, coi như có danh sư tới đây cũng không cần phải chú ý, không cần lấy lòng, kết giao. Trung quy lại, tuy luyện khí sư không bằng danh sư, thế nhưng cũng là tồn tại có địa vị cực kỳ cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu, cũng có tôn nghiêm và địa vị của bản thân. Chỉ là, hắn vẫn tự mình đến đây. Bởi vì người khác không biết, chỉ có chính hắn là hiểu rõ, gần đây hắn luyện khí trước sau không có cách nào làm được tính tâm như nước đồ vật mà hắn luyện chế thường thường sẽ sụp đổ ở bước cuối cùng, trở thành phế phẩm. Đủ bước luyện khí không khác nhau chút nào so với trước đây, vốn hắn tưởng rằng là vấn đề thể lực tinh lực cho nên cũng chuyên tâm điều dưỡng mấy ngày, kết quả. Lại không có một chút thay đổi nào. Đường đường là đệ nhất luyện khí sư của thiên huyền vương quốc, lại không có cách nào luyện khí. Một khi chuyện này truyền đi, không nói tới việc địa vị sẽ chịu ảnh hưởng, mà sợ rằng đối thủ, kẻ thù trước đây cũng sẽ nghe tiếng mà đến, khiến cho hắn rất xuống ngàn trượng. Vì lẽ đó, sau nghe thấy trong thành lại có một vị danh sư đến, hắn cũng không nhịn được nữa mà lặng lẽ tới đây. Hắn muốn nhìn một chút, xem có phải là thật hay không. Nếu như là thật, dù cho tiêu tốn và đánh đổi to lớn hơn nữa thì hắn cũng phải biết rõ vấn đề, cũng để tiện giải quyết. Quả nhiên là Đỗ Mạc Hiên. Đứng ở một góc đường phố, nhìn người trung niên đang quỳ gối giữa đường ở cách đó không xa, La Trùng đã nhận ra được vị trưởng lão tiếng tam to lớn nhất đỗ ra này, toàn bộ cao tầng trong thiên huyền thành, người không biết hắn không nhiều, lúc trước hắn ta còn cầu hắn luyện chế một thanh bảo kiếm. Cho nên coi như ở rất xa, chỉ cần nhìn một chút thì vẫn nhận ra được. Tên này luôn luôn cẩn thận, bảo hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống như thế, như vậy người bên trong ở tòa phủ đệ này tất có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, hơn nữa. Còn khiến cho hắn vui lòng phục tùng. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì trong lòng la trùng đã có phán đoán nếu như người trong phủ đệ không có thân phận đủ cao có thủ đoạn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thì đỗ mạc hiên quỳ xuống như vậy tương đương với việc làm cho bản thân mất mặt chắc chắn hắn ta sẽ không làm kéo kẹt ngay khi hắn đang suy đoán lung tung thì cửa lớn của phủ đệ kéo kẹt rồi mở ra một quản gia tên mập mạp đi ra lão ra nhà chúng ta bảo ngươi đi vào trong bàn tay lớn của tôn cường vẫy một cái đa tạ tôn quản gia hỗ trợ nói một tiếng Đỗ Mạc Hiên hưng phấn vội vã đứng lên. Đi thôi. Chương 162, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiên 2. Tôn Cường cũng không phí lời mà dẫn đầu đi trước dẫn đường, mấy người tiến vào đình viện, cửa lớn của phủ đệ lần thứ hai đóng chặt lại. Đi vào. Đỗ Mạc Hiên đã đi vào rồi, chỉ cần nhìn hành động khi đi ra của hắn một lúc nữa là có thể biết rõ. Đúng vậy, tiếp tục chờ đi. Tai mắt của rất nhiều thế lực lớn ẩn giấu ở xung quanh nhìn thấy hắn tiến vào phủ đệ cùng không vội vã rời đi mà từng người, từng người tiếp tục đưa mắt tập trung vào đây. La Trùng cũng không vội vã mà yên tĩnh chờ đợi. Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin Dương sư tha tội. Vừa tiến vào phòng, Đỗ Mạc Hiên không còn vẻ nghi hoặc và kiêu ngạo như trước đó mà trực tiếp phủ phục xuống dưới mặt đất. Đứng lên đi." Trương Huyền khoát tay áo một cái. Từ học viện trở về, Tìm một nơi yên lặng không có người, hắn lại lần thứ hai ngụy trang thành dáng vẻ Dương Huyền, trở lại phủ đệ. Lần này hắn một lát cũng đã hơn nửa ngày, cũng tiêu diệt kiêu ngạo của tên này, cho nên lúc này hắn mới bảo Tôn Cường gọi hắn ta đi vào. "Xin Dương sư không để ý tới hiềm khích mà lúc trước cứu ta." Đỗ Mạc Hiên cũng không đứng dậy mà tiếp tục quỳ ở trên mặt đất. "Nếu ta đã bảo ngươi đi vào thì tự nhiên sẽ ra tay, đứng lên đi." Trương Huyền lạnh nhạt nói. Nghe thấy hắn nói như thế, sắc mặt của Đỗ Mạc Hiên lúc này mới vui vẻ, lại sốt ruột vội vàng đứng dậy. Ánh mắt của Đỗ Viễn theo ở phía sau cũng sáng lên, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Không phải trước đây phụ thân bị bệnh nặng hay sao? Chẳng lẽ, vị danh sư trước mắt này, trước đây đã có thể trị hết bệnh hay sao? Biết tại sao trước kia ta lại nói ngươi là súc sinh hay không?" Trương Huyền nhìn sang rồi nói. "Biết." Đỗ Mạc Hiên đáp một tiếng. Tôn Cường, Đỗ Viễn cũng không nhịn được gật đầu một cái. Trước đó vị dương sư này chỉ liếc mắt nhìn đã nói Đỗ trưởng lão là súc sinh, vốn hắn tưởng rằng là đối phương đang nhục mạ mình. Mà bây giờ nhìn lại, e rằng cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là, thứ khiến cho bọn họ nghi hoặc và không hiểu chính là, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho hắn ta bị mắng là súc sinh, không những không có một chút tức giận nào mà vẻ mặt còn rất là hưng phấn chỉ là bọn hắn không nghi hoặc quá lâu thì âm thanh của Trương Huyền đã vang lên. Mười năm trước, người người đều biết người bị bệnh, tu vi giảm mạnh, mà trên thực tế, nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi hòa máu của tuyết lang thú vào trong thân thể, mưu toan thay máu của mình. Làm như vậy sẽ dẫn đến trong thân thể lang thú kịch độc, mỗi khi đến buổi trưa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mọc ra đầy lông trắng. Người không ra người, thú không ra thú, trạng thái như xúc sinh, ta nói có đúng không? đúng vậy dương sư nói không sai một chút nào đỗ mạc hiên vội vàng gật đầu tuy rằng trước đó người này nói hắn là xúc sinh hắn đã biết rõ nhất định đối phương đã nhìn ra chứng bệnh của mình nhưng giờ khác này đối phương nói không sai một chút nào thì trong lòng hắn vẫn tràn ngập chấn động như cũ không hổ là danh sư chân chính ánh mắt kinh người đây chính là chuyện mà ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không nhìn ra vấn đề a chuyện này máu của tuyết lang thú toàn thân mọc lông trắng nghe thấy lời nói của trương huyền tới giờ mấy người tôn cường đỗ viễn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì đặc biệt là người sau thân thể hắn không khỏi run lên khó trách mỗi ngày buổi trưa phụ thân hắn đều uống trà lạnh có thói quen không gặp bất luận người nào vốn là hắn tưởng đây là thói quen nhiều năm của phụ thân thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là vì nguyên nhân này mỗi khi đến buổi trưa toàn thân sẽ mọc ra lông trắng hắn sợ bị người khác nhìn thấy cho nên mới cố ý trốn một người trên dưới đều là lông không phải là xúc sinh thì là cái gì khó trách dương sư một câu nói ra không những phụ thân không phản bác mà còn trực tiếp quỳ ở ngoài cửa căn nguyên là ở đây tuyết lang thú là man thú thất phẩm thực lực tương đương với võ giả thất trọng thông huyền cảnh toàn thân có lông trắng tốc độ như gió máu tươi của nó là một trong các vật liệu chủ yếu để luyện chế thông huyền đan thứ này có tác dụng khơi thông kinh mạch đề cao tu vi ngươi dùng máu tươi của Tuyết Lang thú để thay máu, chắc hẳn đã nhìn qua một số bí tịch, lầm tưởng một khi thành công sẽ khiến cho tu vi của ngươi tiến nhanh a." À. Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, Trương Huyền tiếp tục nói. "Vâng." Đỗ Mạc Hiên cười khổ, vội vàng gật đầu. "Đúng như vị dương sư này nói như đúc, lúc trước quả thực hắn đã nhìn thấy ghi chép bên trên một quyển bí tịch, cho nên cho rằng chỉ cần thay máu thành công thì nhất định có thể một lần bước vào thông huyền cảnh, trở thành cao thủ võ giả thất trọng." Ai biết được có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại trở thành bắt đầu của một cơn ác mộng. Mỗi ngày toàn thân đều mọc đầy lông trắng, người không ra người quỷ không ra quỷ, dù cho chỉ có chừng nửa canh giờ, thế nhưng thống khổ mà hắn phải chịu đựng cũng có thể tưởng tượng ra được. Có thể kiên chỉ được 10 năm cũng là do tâm trí của hắn cứng cỏi, bằng không, nhất định đã sớm tự sát rồi. Là ban đầu khi ta còn nhỏ không phân biệt được thật giả đã tùy tiện tin tưởng. Mong Dương Sư cứu ta. Đỗ Mạc Hiên ôm quyền nói: Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thực sự là đầu óc hắn có vấn đề a. À? Trong lúc vô tình có được một quyền thư tịch cổ, vốn hắn còn tưởng rằng đây là trí bảo, đặc biệt là hắn còn thâm nhập vào trong bất mau chi địa, lợi dụng rất nhiều thủ đoạn để săn giết một đầu tuyết lang thú, dùng nó để thay máu. Vốn hắn tưởng rằng Tu Vi sẽ đại thành, trực tiếp tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành kết quả này không phải là đầu óc có vấn đề thì là cái gì chứ không phân biệt được thật giả bản bí tịch kia là thật hay trương huyền nói là thật đỗ mạc hiên còn muốn nói gì đó thế nhưng sau khi nghe thấy trương huyền nói như thế toàn thân không khỏi chấn động nói sao có thể có chuyện đó nếu như là thật thì làm sao ta lại biến thành như vậy chứ nếu như bản bí tịch kia là thật như vậy làm sao bản thân hắn có khả năng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ nhiều năm như vậy chứ? Làm sao có khả năng tu vi lại từ ích huyệt cảnh rút lui trở thành đỉnh lực cảnh, từ đây hoàn toàn thất bại cơ chứ? chương 163, ăn nhiều chết no một Mặc dù bí tịch là thật, thế nhưng nơi quan trọng nhất đã bị người ta hủy hoại, không đầy đủ, cho nên lúc này mới dẫn đến dáng vẻ của ngươi bây giờ. Trương Huyền không tiếp tục nói về đề tài này nữa mà chuyển hướng, hắn nói. Được rồi, hiện giờ ta sẽ thi châm cho ngươi, giúp ngươi giải quyết mầm hỏa trong cơ thể. Vâng, Đỗ Mạc Hiên vội vã bước lên phía trước. Trương Huyền xoay cổ tay một cái, lấy ra ngân châm, ngón tay búng một cái, một cây ngân châm đã bay qua phía đối phương. Thiên đạo thư viện chỉ có giới thiệu cơ bản và chỗ thiếu hụt, cũng không có phương pháp giải quyết. Chỉ là vấn đề của Đỗ Mạc Hiên lại có chút tương tự với thê tử của Lăng Thiên Vũ, là kinh mạch bế tắc, dẫn đến máu tươi của tuyết lang thú không có cách nào phát huy tác dụng bình thường được. Muốn giải quyết, chỉ cần hóa giải những chỗ bế tắc này đi là được. Vấn đề thế này, đối với Trương Huyền mà nói, đơn giản đến cực điểm. Thiên đạo công pháp tu luyện ra chân khí trong suốt như nước, bất luận chỗ bế tắc gì, chỉ cần chân khí xông tới là có thể giải quyết được dễ dàng. Siêu 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 siêu, liên tục có mấy chục cây ngân châm đâm vào trong cơ thể đỗ mạc hiên, Đỗ Mạc Hiên chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, những áp bức ở trong người trước đó khiến cho hắn mỗi một thời khắc đều khiến cho thú tính của hắn như muốn bộc phát. Lúc này trong nháy mắt tất cả như nước sông bị phóng ra, dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, trải rộng ra toàn thân. Ken két, ken két, những lực lượng này vừa mới tiến vào thân thể đã khiến cho chân khí trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã tăng lên với biên độ lớn, một trận tiếng vang giống như tiếng pháo vang vọng, từng cái từng cái huyệt đạo ở bên ngoài thân thể nổ tung siêu 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 siêu. Vô số linh khí lăng không xuất hiện, điên cuồng truyền vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hắn đã từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá. Hích huyệt cảnh sơ kỳ, hích huyệt cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt hắn đã đạt đến ích huyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí còn không có ý dừng lại. Âm, uhm, thân thể lay động một trận, rốt cục tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng ngừng lại, thu tính trước đó khiến cho hắn mỗi ngày đều lo sợ bất an cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Võ giả thất trọng, thông huyền cảnh sơ kỳ. Hắn lại có thể một lần từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá đến thông huyền cảnh, tăng trưởng dòng dã hơn một cấp bậc lớn. Ta nhìn biến hóa của thân thể, dù tâm trí hắn kiên định thì hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Những 10 năm, nỗi đau khổ này vẫn dần vặt hắn, mỗi ngày đều trở nên giống như dã thú, toàn thân nổi lên lông trắng. Vốn hắn tưởng rằng sinh thời không có biện pháp nào nữa hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại bị vị dương sư trước mắt này một lần giải quyết, thậm chí. Tu Vi còn có đột phá. Phịch phịch, quỳ dạp xuống mặt đất, lúc này Đỗ Mạc Hiên rất thành thật, thật lòng, cũng không có nửa phần giả tạo. Đa tạ ân tái tạo của dương sư. Không chỉ giúp hắn giải quyết mầm họa mà còn khiến cho thực lực của hắn tăng lên đến thông huyền cảnh, loại ân tình này không những có thể xưng tụng là tái tạo mà còn có thể so với phụ mẫu. Bây giờ, nếu hắn về đến gia tộc, tuyệt đối sẽ được xếp lên trên khá cao, không có người nào dám xem thường hắn nữa. Có thể có được kết quả như thế, đừng nói là quỳ một ngày, coi như quỳ một năm cũng là đáng giá. Còn không mau lấy ra những thứ kia. Tâm tình kích động bình phục lại, lúc này Đỗ Mạc Hiên nhìn về phía nhi tử mình rồi nói. Vâng, Đỗ Viễn vội vã lấy ra một sấp kim phiếu ở trong lồng ngực rồi đưa tới. Vốn Đỗ Viễn còn cảm thấy, việc quỳ ở ngoài cửa, một lần lấy ra nhiều kim phiếu như vậy là do phụ thân phát điên. Thế nhưng bây giờ hắn mới biết, không những không điên mà vẫn rất là tinh mắt. Thông Huyền cảnh a, coi như mất đi 10 năm thì sao chứ? Cha dựa vào thực lực như bây giờ, nếu như lại cạnh tranh gia chủ thì tất nhiên sẽ là nhân tuyển đầu tiên, không ai có thể cướp được. Hơn nữa, coi như không trở thành gia chủ được, dựa vào thực lực Thông Huyền cảnh, muốn kiếm thêm mấy trăm vạn kim tệ cũng sẽ đơn giản hơn không ít đây chính là năng lực của danh sư đơn giản có thể làm cho đi một người đi lên tới đỉnh phong cũng có thể đơn giản làm cho một người ngã vào địa ngục đây chính là danh sư là nghề nghiệp cao quý mà toàn bộ đại lục cũng phải tôn sùng không gì sánh được lúc trong lòng hắn đang cảm khái thì đã nhìn thấy tôn cường đi lên lại lấy kim phiếu tiếp ở trong tay hắn rồi mới bắt chuyện nói một tiếng đỗ trưởng lão đỗ công tử xin mời lão ra nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi vâng Ngày hôm nay quấy rối Dương sư, hôm nào ta lại đến bái phỏng. Biết đối phương đang hạ lệnh trục khách, Đỗ Mạc Hiên không do dự mang theo Đỗ Viễn lùi ra ngoài. Vừa mới đi ra tới cửa thì bên tai hắn đã vang lên thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền. Bí tịch dung hợp máu tươi của Tuyết Lang Vương thiếu đi vài tờ, là do người khác hay là vô tình, có lẽ có thể tra ra được a. À. Chuyện này, thân thể Đỗ Mạc Hiên cứng đờ, hắn lần nữa xoay người, nói: đa tạ dương sư chỉ điểm nói xong hắn xoay người rời đi năm đó đỗ mạc hiên nắm giữ tư cách có thể cạnh tranh trước vị gia chủ dưới tình huống xuôi dòng thuận gió như vậy mà lại đột nhiên tu luyện công pháp nguy hiểm không biết tên muốn mưu toan đạt đến thông huyền cảnh nếu như nói không có ai mê hoặc không có những nguyên nhân khác sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng cả vì lẽ đó trước khi hắn đi trương huyền cố ý chỉ điểm một câu đương nhiên sau đó làm thế nào là chuyện của hắn 10 năm trước Đỗ Mạc Hiên bị một cơn bệnh nặng dẫn đến tu vi giảm mạnh, không có cách nào tranh cướp vị trí gia chủ. Sợ rằng lần này quỳ ở đây là muốn cầu vị danh sư này hỗ trợ giải quyết chứng bệnh A. Ở bên ngoài, La Trùng nhớ tới nhiều chuyện liên quan tới Đỗ Mạc Hiên, hắn không nhịn được suy đoán. Nếu như vấn đề của Đỗ Mạc Hiên có thể giải quyết, như vậy nhất định chuyện của ta cũng có thể giải quyết được. Bệnh của Đỗ Mạc Hiên lúc trước ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không thể giúp gì được. Tuy rằng hắn cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng hắn lại biết những năm này đối phương đã tìm không ít thầy thuốc, thế nhưng đều không thể giúp được gì. Vấn đề khó như vậy mà vị danh sư này cũng có thể giải quyết. Có lẽ vấn đề hắn đột nhiên không có cách nào tính tâm luyện khí được nữa có thể dễ dàng xử lý a. À. Trong lúc đang suy tư, cửa lớn đang đóng chặt lần thứ hai kéo kẹt, từ từ mở ra. Hắn lập tức nhìn thấy hai người Đỗ Mạc Hiên, Đỗ Viễn đi ra ngoài. Không biết vấn đề của hắn đã được giải quyết chưa. Vội vàng nhìn sang, trong lúc đang không xác định thì hai mắt La Trùng đột nhiên trợn tròn, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Thông Huyền Cảnh, chuyện này, chuyện này, làm sao có khả năng chứ? Vừa nãy khi Đỗ Mạc Hiên đi vào hắn đã nhìn thấy rõ ràng, là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong, làm sao? Vừa đi vào không tới 10 phút, khi đi ra đã biến thành Thông Huyền Cảnh rồi chứ? Hơn nữa quan trọng nhất là tinh thần phấn chấn tuyệt nhiên không giống dáng vẻ trước đó. chương 164, ăn nhiều chết no hay. Chuyện gì thế này? Không phải là thật đó chứ. Coi như danh sư có thể giúp người, chỉ điểm đột phá thì cũng phải có một mức độ. Gần 10 phút từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá đến thông huyền cảnh. La trùng dùng sức rụi rụi con mắt, chỉ lo mình nhìn nhầm. Hắn lại nhìn qua, kết quả phát hiện ra, không có một chút vấn đề nào, đối phương thực sự là thông huyền cảnh, hơn nữa hẳn là vừa mới đột phá, không có cách nào áp chế khí tức trong cơ thể lại cho nên mới dễ nhìn thấy như vậy. Bằng không, cường giả thực lực như vậy, chỉ cần không thể hiện ra tu vi, coi như là hắn cũng rất khó phát giác ra được. Tôn huynh, cáo từ. Trong lúc khiếp sợ thì đã thấy Đỗ Mạc Hiên cáo từ tôn quản ra rồi xoay người rời đi. Qua đó hỏi một chút. Nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được nữa mà sốt ruột vội vàng đuổi theo. Đỗ trưởng lão, hóa ra là La Đại Sư. Đỗ Mạc Hiên nhận ra hắn tức thì vội vàng không người. Tòa phủ đệ này là, cũng không phí lời, La Trùng trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là chỗ ở của Dương Sư. Biết hắn muốn hỏi thứ gì, Đỗ Mạc Hiên gật đầu trả lời. Thực sự là danh sư. Con người của La Trùng co rụt lại. Dương Sư là người có năng lực lớn, nếu như La Đại Sư có chỗ gì không hiểu có thể thỉnh cầu chỉ điểm, chỉ là. Dương sư đến thiên huyền vương quốc là vì muốn thả lỏng tâm cảnh, không quá tình nguyện bị người ta quấy rối. Đỗ Mạc Hiên nói, không muốn bị người ta quấy rối. Trên mặt la trùng có chút khó coi. Tuy rằng địa vị của hắn cũng không thấp, thế nhưng bảo hắn đi quấy rối một vị danh sư chân chính, hắn vẫn không dám. Kỳ thực cũng không cần khổ sở, Dương sư mới vừa nói qua, bất kể là ai, muốn tìm người giải quyết vấn đề thì trước tiên cứ giao ra 300 vạn kim tệ bất kể có thể giải quyết hay không đều không trả lại. Lại nhớ lời nhắn nhủ của tôn quản gia trước khi ra ngoài, Đỗ Mạc Hiên lại nói tiếp. Dương sư thân là danh sư, đương nhiên không để vào mắt những vật ngoài thân này, chỉ sở dĩ yêu cầu như vậy là vì muốn đặt một ngưỡng cửa. Nếu không phải vậy, người người đều đến thỉnh cầu người chỉ điểm. Khi đó cũng không cần nghỉ ngơi mà bận bịu đến chết nha. Vừa nói, trong lòng hắn cũng cảm khái, một ngưỡng cửa cũng đã 300 vạn, Danh sư không hổ là danh sư, tốc độ kiếm tiền thực sự quá nhanh. Hắn trở thành trưởng lão đỗ ra nhiều năm như vậy, tất cả số tiền lưu động, cố định, tích trữ tính gộp lại cũng chỉ có con số này mà thôi. Như vậy cũng được, nghe thấy tiền có thể giải quyết vấn đề, La Trùng thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng gật đầu. 300 vạn tuy nhiều, thế nhưng đối với luyện khí đại sư như hắn cũng không tính là gì. Đa Tạ đã báo cho ta biết, vừa vận ta có chuyện muốn thỉnh giáo cho nên ta cũng không nói nhiều nữa. Nói xong La Trùng đi tới tòa phủ đệ trước mắt. Phủ đệ trang trí không xa hoa, thậm chí rất là phổ thông, nếu không phải được mấy người đỗ mạc hiên xác nhận thì hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Người trọ ở nơi này là một vị danh sư chân chính. Trước tiên đưa ra 300 vạn kim phiếu, dưới sự dẫn dắt của Tôn Cường, La Trùng đi vào trong phòng, sau đó lập tức nhìn thấy một người trung niên đang yên lặng ngồi ở trong phòng, khí tức cả người như có như không nếu như không phải tận mắt nhìn bằng mắt thường thì hắn cũng không cảm nhận ra được. Thật là lợi hại, con người hắn lập tức co rụt lại. La trùng là cường giả võ giả thất trọng thông huyền cảnh, người khiến cho hắn không cảm giác được tu vi chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tu vi so với hắn cao minh hơn quá nhiều, thứ hai, chân khí mà đối phương tu luyện có độ tinh khiết cực cao, đã vượt xa hắn. Bất kể là loại nào cũng đều nói rõ vị danh sư trước mắt này, danh xứng với thực thu hồi tâm tính tự kiêu của luyện khí sư hắn đi tới trước mặt trương huyền rồi nói tại hạ la trùng bái kiến dương sư được rồi ta nghe tiểu cường nói ngươi là một vị luyện khí sư sao trương huyền có chút nghi hoặc hỏi luyện khí sư giống như luyện đan sư đều thuộc về nghề nghiệp có địa vị khá cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu địa vị tôn sùng không nghĩ tới người như vậy mà cũng chạy tới cầu hắn vâng la trùng gật đầu người gặp phải vấn đề gì mà không có cách nào giải quyết trương huyền hỏi hồi bẩm dương sư không biết làm sao gần đây ta luyện khí vẫn luôn thất bại trước sau không tìm được nguyên do hy vọng có thể được dương sư chỉ điểm la trùng không có chút ẩn dấu nào mà trực tiếp mở miệng nói người luyện khí cho ta nhìn một chút trương huyền nói vâng cổ tay la trùng rung lên một bộ công cụ sử dụng để luyện khí lập tức xuất hiện ở trong phòng là luyện đan sư nhất tinh, hội trưởng luyện đan sư công hội, những thứ đồ này, trên cơ bản hắn đều mang theo bên người. Nhóm lửa, rèn, dung hợp kim loại, rèn luyện. Đủ loại bước đi thành chuỗi được thi triển làm cho người ta có một loại cảm giác như nước chảy mây trôi. Chừng nửa canh giờ sau, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ là ngay ở bước cuối cùng, khi sắp kết thúc luyện khí thì trên trường kiếm vang lên một tiếng thanh thúy, bên trên lập tức xuất hiện vết nứt thất bại đúng như hắn nói rèn không tạo được công nhìn thấy ngay cả một thanh trường kiếm đơn giản nhất cũng không thể rèn được la trùng rất là ủ rũ thanh kiếm này chỉ là phàm phẩm không có bất luận hàm lượng kỹ thuật gì cả như vậy cũng không thành công thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người danh sư trước mắt rồi nói kính xin dương sư chỉ điểm sai lầm muốn chỉ điểm trương huyền đứng dậy đi vài bước tới trước mặt đối phương, lại nhặt thanh trường kiếm đã bị nát lên rồi cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn thở dài một tiếng, nói. Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi như vậy là do ăn nhiều chết no. chương 165, tác dụng của thư tịch màu vàng. Một, cái gì? Sắc mặt la trùng lập tức trở nên khó coi. Coi như ngươi là danh sư thì cũng không thể cố ý làm nhục ta chứ. Bất kể nói như thế nào thì ta cũng là hội trưởng luyện khí sư công hội, Thân phận cao quý, mở miệng đã nói ta ăn nhiều chết no. Ta thành thật, thật lòng tới đây thỉnh giáo ngươi, thế nhưng lại nhận được một câu trả lời như vậy, cũng quá không đặt ta vào trong mắt. Tôn Cường ở bên cạnh đã sớm biết lão gia nhà mình sẽ nói ra lời nói kinh người như vậy, nghe thấy câu này hắn vẫn không khống chế lại được như cũ, suýt chút nữa đã va đầu vào trên tường. Đại lão gia của ta, người nói thẳng như vậy với một vị luyện khí sư. Thật sự tốt hay sao? Khục khục coi như là người không có thân phận, nếu nói như ngươi, sợ rằng cũng phải tìm ngươi liều mạng a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người ta không luyện khí được, đến tìm ngươi, muốn được chỉ điểm mà ngươi lại trực tiếp mở miệng nói đối phương ăn nhiều chết no. Có phải là đã quá kiêu ngạo hay không? Luyện khí và ăn nhiều chết no có quan hệ gì chứ? Khả năng duy nhất có quan hệ chính là không ăn no không có khí lực, nhưng đối với cường giả thông huyền cảnh như La hội trưởng cũng không thành vấn đề a không cần phải gấp nhìn ra đối phương kích động trương huyền khẽ nở nụ cười hắn không để ý tới một chút nào ngươi không cần phải nhanh chóng phủ nhận như vậy hiện giờ ta hỏi ngươi gần đây có phải mỗi ngày đều ăn long lân hà hay không một không sai như vậy thì có vấn đề gì chứ la trùng nghi hoặc nhìn sang long lân hà là động vật đặc thù sinh trưởng trong hồng hồ là mỹ vị ngon miệng là một trong các loại đồ ăn mà nhân vật thượng tầng trong thiên huyền vương quốc thích ăn nhất trước đây hắn cũng thường ăn cũng không xuất hiện chuyện gì dị thường lẽ nào chuyện luyện khí không được có quan hệ với chuyện này sao ăn là tốt rồi nếu như ta không đoán sai nhóm long lân hà này đều ở trong nhóm gần đây mà ngươi mua được a à? trương huyền nói tiếp la trùng vật đầu đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái đối phương làm sao biết long lân hà của hắn chính là nhóm mà mấy ngày trước đây hắn mới mua được có tới mấy ngàn con xếp vào hai dương lớn vì muốn để cho nó tươi cho nên hắn còn chuyên môn nuôi ở bên trong hồ nước ở trong đình viện. Bản thân hắn trước khi ăn đều tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả đều còn sống, không thể có vấn đề gì khác. Hơn nữa sau khi ăn, thân thể cũng không xuất hiện điều gì dị thường, không có hiện tượng đau bụng, làm sao lại có quan hệ tới việc luyện khí không có cách nào thành công cơ chứ? Như vậy là được rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, nói người có biết long lân hà sinh sản khi nào không sinh sản khi nào sao la trùng càng thêm kỳ quái hắn cứ ăn chuyện này làm sao hắn biết được chứ ta biết hắn đang muốn hỏi dò thì tôn cường ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói người nói một chút đi trương huyền gật đầu thời điểm sinh sản của long lân hà bình thường là vào cuối mùa hè đầu mùa thu cũng chính là khoảng thời gian này tôn cường nói Hắn mở cửa hàng buôn bán nhiều năm ở Thiên Vũ, tuy rằng không dùng vật này, thế nhưng những tri thức sinh hoạt này hắn vẫn biết một ít. Không sai, chính là mùa này. Trương Huyền gật đầu. Hiện tại vừa mới khai giảng không bao lâu, chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng là thời điểm Long Lân Hà sinh sản. Nghe thấy hắn nói như thế, La Trùng cảm thấy đầu mình mơ hồ, sắp phát điên rồi. Dương sư, ta tới đây là muốn chỉ điểm tại sao không có cách nào luyện khí? không phải tìm đến ngươi để nghiên cứu long lân hà sinh sản khi nào nó sinh sản khi nào liên quan gì đến ta con cũng không phải là của ta a à. không cần phải gấp gáp ngươi không có cách nào thành công luyện khí là có quan hệ với chuyện này dường như nhìn ra sự kỳ quái của hắn tiếp theo trương huyền lại mở miệng nói long lân hà trời sinh tính lạnh là đồ ăn thuộc tính âm ăn nhiều sẽ làm dương khí của yếu bất người ta đương nhiên loại yếu bất này nhỏ bé không đáng kể đối với người ta cũng không có ảnh hưởng gì quá xấu. Chỉ là, nếu như Long Lân Hà sau khi sinh sản thì lại không giống nữa. Loại Long Lân Hà này sẽ đem tinh hoa toàn thân truyền vào cho đời sau. Vì lẽ đó bản thân rất là yếu ớt, hơn nữa trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần người ta. Nếu ăn nhiều, sẽ làm cho phản ứng của tinh thần trì độn. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn rồi nói có phải hiện tại ngươi vẫn cảm thấy không có cách nào tiến vào tâm cảnh đệ nhị trọng, tâm như chỉ thủy? Không chỉ có như vậy, còn phập phồng thấp thỏm, cho nên mới khiến cho trình độ luyện khí gặp khó, cho nên không có cách nào thành tài được hay không? Bất kể là luyện đan hay là luyện khí, tâm cảnh rất quan trọng, nếu như không có tâm cảnh vững vàng, muốn thành công trên cơ bản không có khả năng. Lẽ nào, thực sự là bởi vì ăn long lân hà nhiều hay sao? Toàn thân chấn động la trùng, chân lùi về phía sau hai bước. Quả thực gần đây hắn luyện khí vẫn cảm thấy không có cách nào tập trung tinh thần, không làm được chuyện tâm như chỉ thủy, bình tĩnh không lay động. Hắn dùng hết các loại phương pháp cũng không được, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có quan hệ với việc ăn Long Lân Hà. Long Lân Hà vừa mới trải qua sinh sản lại xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần con người. Nếu không phải đối phương nói ra thì hắn cũng không thể tin được, làm sao trước đây bản thân hắn chưa từng nghe nói qua chứ? không sai vạn vật đều tự biết bảo vệ mình long lân hà cũng là như thế lúc vừa mới sinh sản xong chính là thời điểm nó suy yếu nhất mà xuất hiện loại vật chất này cũng là vì giữa mạng kết quả vẫn bị bắt tới làm thành mỹ vị trương huyền lắc lắc đầu ta sai rồi sau này ta sẽ không ăn long lân hà nữa kính xin dương sư chỉ điểm cho ta nên nên làm gì bây giờ sắc mặt trở nên trắng bệch la trùng do dự một chút rồi vội vã ôm quyền tuy rằng hắn thích ăn long lân hà, thế nhưng cũng không thể sánh bằng luyện khí, cho nên đương nhiên thứ sau vẫn quan trọng hơn. Cái này, bị đối phương hỏi, Trương Huyền sửng sốt. Audio điện tử võ tấn bền. Trương 166, tác dụng của thư tịch màu vàng. 2. Kỳ thực phương pháp giải quyết chân chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Thiên đạo thư viện chỉ ghi chép nguyên nhân làm hắn xuất hiện khuyết điểm này. Tình huống mà La Trùng gặp phải so với trước đây đều không giống nhau, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ăn long lân hà quá nhiều cho nên trong cơ thể tích tụ một loại độc tố mê hoặc tinh thần nào đó, cho nên lúc này mới dẫn đến tâm cảnh bất ổn, không có cách nào luyện khí thành công được. Còn việc làm sao tiêu trừ được loại độc tố này, quả thật hắn không biết. Chỉ là, coi như không biết thì hắn cũng sẽ không nói, chần chờ không tới một hô hấp, hai tay hắn chắp ra sau lưng, ra vẻ thế ngoại cao nhân trước hết ngươi thả những con long lân hà mà ngươi đã bắt được đi, còn việc giải quyết như thế nào thì xem việc làm sau đó của ngươi, chỉ là. Chỉ cần không ăn trong thời gian dài sẽ chậm rãi khôi phục. Hắn cũng không lừa gạt đối phương, năng lực thay thế của thân thể cực mạnh, đặc biệt là loại cường giả thông huyền cảnh như la trùng. Chỉ cần duy trì một quãng thời gian dài không ăn, như vậy độc tố trong cơ thể sẽ rất nhanh bị tiêu trừ. Đa tạ dương sư chỉ điểm. Đã biết nguyên nhân và phương pháp giải quyết, La trùng thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng khom người. Giờ khắc này, hắn đã bội phục sát đất vị Dương sư trước mắt này. Chỉ nhìn luyện khí đã nhìn ra bản thân thích ăn long lân hà, đồng thời còn tìm ra được căn nguyên không có cách nào luyện khí thành công, ăn nhiều chết no. Không hổ là danh sư, ánh mắt phi phàm. 300 vạn này rất đáng giá. Dương sư, không biết người có thể chỉ điểm luyện khí của ta hay không? Đã biết được nguyên nhân, chỉ cần thời gian dài là có thể giải quyết cho nên suy nghĩ của La Trùng bắt đầu trở nên linh hoạt. Hắn bị vây ở luyện khí sư nhất tinh trung kỳ đã rất lâu rồi, vẫn không có cách nào đột phá. Hiện tại lại có vị danh sư này đang ở trước mặt, không biết có thể mượn cơ hội nhờ hắn chỉ điểm một, hai, nhân cơ hội đột phá hay không. Luyện khí, không nghĩ tới đối phương giải quyết xong vấn đề lại còn không đi, còn muốn học tập luyện khí, Trương Huyền sững sờ. Nói thật hắn ngay cả luyện khí cần bao nhiêu bước cũng không biết, làm sao có thể chỉ điểm cơ chứ. Là ta đường đột, thấy hắn không trả lời, la trùng rất là lúng túng nói. Danh sư chỉ chỉ điểm học sinh của mình, mình và hắn không quen không biết mà đã trực tiếp mở miệng như vậy thực sự là không thỏa đáng. Trương Huyền vung tay lên rồi nói. Tiểu Cường, tiễn khách. Là đại sư, lão gia nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi, xin mời. Tôn Cường đi lên phía trước. Vâng. La Trùng gật gù, đứng dậy cáo từ. Giả mạo danh sư quả thực không dễ dàng. La Trùng rời đi, Trương Huyền trở về phòng, xoa xoa mi tâm của mình. Danh sư lợi hại, đối với không ít nghề nghiệp đều rõ như lòng bàn tay, nắm giữ ánh mắt mà người người đều khó có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại bản thân hắn cũng chỉ dựa Thiên Đạo thư viện cho nên mới có thể giả vờ giả vịt, một khi không sử dụng nó, nhất định sẽ bị người ta vạch trần ngay lập tức cũng không biết những danh sư kia làm sao lại biết được nhiều tri thức như vậy. Tinh lực của một có hạn, hắn chỉ tham gia sát hạch luyện đan sư đã biết tri thức liên lụy trong đó rất là phong phú, nếu như không có thư viện, đừng nói là thông qua, có thể đạt được hay không cũng còn khó nói. Danh sư chân chính, nhất định không có máy nói dối như vậy, cũng không biết đối phương thông qua sát hạch thế nào, lại học tập được nhiều tri thức như vậy. Bất kể như thế nào, sau này phải cẩn thận đọc sách thư viện trung quy vẫn chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Đối với hắn mà nói, thư viện lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật, nếu như cái gì mình cũng không biết mà vẫn mượn dùng nó, ứng phó với loại nơi tụt hậu lại phía sau như thiên huyền vương quốc thì còn có thể, một khi tiến vào nơi càng phồn hoa thì nhất định sẽ bị người ta nhìn thấu. Vì lẽ đó, bất kể thế nào, việc dự trữ tri thức của bản thân cũng rất quan trọng. Ý nghĩ này xuất hiện rất khó hơn ngăn chặn. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, hắn không nhịn được lần nữa nhìn về phía Thiên Đạo thư viện. Nếu để hắn học thư tịch bên ngoài, muốn học tập sẽ rất chậm. Thế nhưng xem thư tịch trong thư viện, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy lần, điểm ấy hắn đã tự mình trải qua. Tuy rằng thư tịch trong thư viện chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấy và tìm đọc, thế nhưng trước sau cũng không phải là tri thức của mình. Cũng giống như kiếp trước vậy, gặp phải vấn đề như thế có thể tìm tòi, kiểm tra thế nhưng đồ vật trung quy vẫn không ở trong đầu của mình không có cách nào ung um dung vận dụng thông hiểu đạo lý chỉ có hoàn toàn ghi vào đầu của bản thân thì mới được tính được là chân chính có học vấn hả cái kia là cái gì tinh thần tiến vào trong thư viện đột nhiên hắn nhìn thấy được chỗ không đúng ở nơi sâu xa của vô số giá sách nơi chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một quyển thư tịch màu vàng có thể xác định tuyệt đối hắn chưa từng thấy quyển thư tịch này trước đây lại đây bàn tay chộp một cái bản thư tịch màu vàng này nhẹ nhàng chấn động rơi xuống lòng bàn tay của hắn thư tịch rất mỏng không có bao nhiêu nội dung tiện tay mở ra trương huyền lập tức có chút choáng váng chỉ có một tờ hơn nữa bên trên nội dung gì cũng không có tất cả đều là một mảnh trống không sách này có tác dụng gì chứ trương huyền có chút không hiểu rõ từ khi nào thư viện xuất hiện một quyển sách như vậy hắn không biết cũng không biết vì sao mà nội dung bên trong lại trống không, cái gì cũng không có ghi chép. Trước tiên cứ mặc kệ đã, vẫn nên học tập nội dung khác thì hơn. Nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra thư tịch màu vàng này có tác dụng gì, Trương Huyền lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục để ý nữa. Khi lần thứ hai nhìn về phía thiên đạo trong thư viện trước mắt, lúc này bên trong đã sinh ra rất nhiều sách vở, hắn định cố gắng xem xét, khiến cho chúng trở thành tri thức của chính mình. Suy nghĩ khẽ động còn chưa kịp có động tác thì thư tịch màu vàng trong tay đột nhiên lay động một trận, biến thành một đạo ánh sáng sáng lạn, dưới ánh sáng bao phủ, nội dung ghi chép trong sách vở của thư viện trong nháy mắt đã truyền vào, tiến vào trong đầu của hắn. Trương Huyền còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã tối sầm lại, lập tức ngất đi.Chú thích: Long lân hà, đây là tên một loại tôm. Chương 167: Sự kiện ngũ tinh 1. Trần phủ bởi vì có một vị luyện đan sư chính thức chấn thủ cho nên ở trong thiên huyền vương quốc cũng rất là nổi tiếng được xem là danh môn vọng tộc vốn loại gia tộc này sẽ không thiếu đan dược chắc phải người người như rồng vẻ mặt tự hào mới đúng mà tình cảnh hiện tại lại rất bi thảm toàn bộ phủ đệ đều chìm đắm ở trong khí thức nặng nề được rồi cứ dựa theo điều lệ này mà chấp hành bất kỳ người nào cũng không thể dị nghị nếu không trực tiếp trục xuất ra khỏi gia tộc bên trong đại điện khí phách tiêu điều Trần Tiêu Đan sư nhìn quanh một vòng rồi nói. Vì mời một gia hỏa tên là Trương Huyền Luận Đan, kết quả đối phương một câu nói ra mạng hắn không còn lâu, cảm nhận sinh cơ trong thân thể suy yếu, cho nên trong lòng hắn tràn ngập thất lạc. Vừa về đến gia tộc đã bắt đầu sắp xếp hậu sự. Hắn là luyện đan sư, khi còn sống, toàn bộ Trần gia có thể phồn vinh thịnh vượng, một khi hắn chết đi, tất nhiên các thế lực mơ ước gia tộc hắn sẽ vận dụng các loại lực lượng khi đó chuyện gia tộc suy yếu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi vì lẽ đó vì đề phòng chuyện như vậy xảy ra cho nên hắn mới định ra gia quy để tộc nhân bán đi tất cả sản nghiệp mai danh ẩn tích rời xa vương thành sau này đừng trở về nữa gia chủ nghe thấy hắn nói như thế một mảnh tiếng khóc vang vọng đang hưởng thụ cơm ngon áo đẹp đột nhiên phải rời xa gia tộc xa cách nơi này không ít người đều khó mà tiếp nhận được chuyện này được rồi khóc suốt ngướt như vậy còn ra thể thống gì nữa. Trần Thông đi làm đi. Trần Tiêu Đan sư nói xong lại vung tay lên. Trần Thông là con trai của hắn, biết rõ thời gian không nhiều cho nên hắn đã bổ nhiệm nó làm gia chủ mới. Vâng. Trần Thông gật đầu. Lúc đang muốn rời đi thì đột nhiên một người thanh niên đi tới trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai của hắn rồi nói gì đó. Sau khi nghe xong hai mắt hắn không nhìn được sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi nói. Phụ thân, làm sao vậy? Trần Tiêu Đan sư nâng chén trà lên, lông mày nhíu lên, trong lòng mang theo sự giận dữ. Hắn vẫn cho rằng nhi tử mình biết nặng nhẹ, làm sao cũng không nghe lời như vậy chứ. Chẳng lẽ nó không biết sở dĩ Trần gia hưng thịnh là bởi vì hắn là luyện đan sư chính thức hay sao? Nếu như không còn lực uy hiếp của hắn, những tiền tài đạt được bằng vào luyện đan những năm qua, chỉ bằng vào bọn họ, làm sao có thể bảo vệ được đây? Phụ thân, trong vương thành có một vị danh sư mới tới có lẽ hắn ta có thể giải quyết vấn đề trên người của người nhìn ra trên mặt phụ thân có vẻ không vui trần thông không dám do dự trực tiếp mở miệng danh sư không phải tin tức giả đó chứ trần tiêu đan sư lắc đầu nói nếu như thật sự là danh sư hắn thân là luyện đan sư nhất tinh làm sao ngay cả một chút tin tức cũng không đạt được thật giả hay không con không biết ngày hôm qua con đã nghe được tin tức cho nên mới phái Trần Đào qua đó. Vị danh sư này tên là Dương Huyền, không những đã giải quyết bệnh tật của thê tử Lăng Thiên Vũ, ngay cả Đỗ Mạc Hiên của Đỗ Gia cũng quỷ gối trước cửa, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Đỗ Mạc Hiên đi vào không tới 10 phút đã từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong biến thành cao thủ thông huyền cảnh. Trần Thông vội nói, quan trọng nhất chính là, hội trưởng luyện khí sư công hội, La Trùng cũng tới bái phỏng, lúc đi ra, càng khen không dứt miệng nói hắn ta là danh sư chân chính hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe một tiếng len ken vang lên chén trà trong tay phụ thân hắn rơi xuống đất tiếp theo ánh mắt không còn lưu luyến với cuộc sống trở nên đỏ chót chẳng khác nào có lửa đang thiêu đốt hắn nói vị danh sư này ở đâu nhanh dẫn ta đi gặp hiện tại mới đi con còn muốn bán của cải để lấy tiền mặt trần thông thầm nói một câu hắn còn không phản ứng lại thì đã thấy tình cảnh bi thảm vị phụ thân cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở của hắn đã đi tới trước cửa một mặt xua tay một mặt hô to bán của cải lấy tiền mặt làm gì động tác nhanh lên một chút trần thông người của trần gia tiếng khóc vang vọng trong phòng trong nháy mắt im bặt miệng tất cả mọi người há hốc giống như bị nhét vào một quả trứng gà không nói thành lời mỗi một người đều nhìn về phía gia chủ đột nhiên thay đổi thái độ cả đám trợn mắt há hốc mồm tiền các lão ở trong thiên huyền vương quốc không có bất luận thực quyền gì cả. Thế nhưng địa vị lại cực kỳ quan trọng, mỗi nửa tháng đều được thẩm truy bệ hạ gọi đến vương cung, tự mình thỏi thăm. Bởi vì hắn là con mắt của bệ hạ, tin tức lan truyền tê trong vương quốc, ở bên ngoài đều được hắn thu nhặt rồi đóng thành sách, để cho bệ hạ tham khảo. Có những tin tức này, thẩm truy bệ hạ mới có thể duy trì sự anh minh uy phong quyết đoán, khiến cho vương quốc phát triển không ngừng, không bị cường địch vần quanh. Vì lẽ đó, dù cho là nhân vật chân chính nắm thực quyền trong vương quốc cũng không dám đắc tội với hắn. Sợ bị hắn truyền ra tin tức không thật, dẫn đến bị vương quyền kiêng kỵ. Ngày hôm nay lại là ngày thống kê tập hợp tin tức, trời vừa mới sáng hắn đã đến nơi chuyên môn làm việc. Lúc này, trong phòng đã có vô số người, mỗi một người đều đang nghị luận sôi nổi. Cãi nhau còn ra thể thống gì nữa? Nhìn những tên thuộc hạ này không đi làm việc, trái lại còn lớn tiếng cãi vã tiền các lão sầm mặt lại. Vâng. Sắc mặt mọi người tức thì biến đổi, nhao nhao trở lại vị trí của mình. Các lão? Một người trung niên đi tới. "Ồ, mấy ngày gần đây có chuyện gì quan trọng xảy ra hay sao?" Tiền các lão ngồi xuống, mí mắt nhấc lên rồi hỏi. Công việc của hắn chính là như vậy, hỏi dò các chuyện quan trọng, thống nhất tập hợp lại. Sau đó sẽ cân nhắc có cần báo lên bệ hạ hay không. Trong 10 ngày này Chuyện nhất tinh có 17, nhị tinh 12, tam tinh 3 chuyện. Người trung niên này do dự một chút, lại đưa tới một cái bảng. Bên trên có rất nhiều sự kiện, có phân chia chủ thứ nặng nhẹ, khiến cho người ta tiện theo dõi và thống kê. Thông thường sẽ căn cứ vào trình độ quan trọng mà phân ra tinh cấp. Chương 168, sự kiện ngũ tinh 2. Nhất tinh là cấp thấp nhất, đều không quan trọng, nương theo đẳng cấp tinh cấp càng cao thì trình độ quan trọng cũng lại càng lớn ngũ tinh cao nhất, đã tương đương với ngoại địch xâm lấn, vương quốc sắp bị lật đổ. Nghe thấy mọi người báo cáo, tiền các lão tiện tay tiếp nhận bảng, lại cúi đầu nhìn xuống. Tiểu vương ra Trấn bắc bạch tốn, khiêu chiến nhi tử của tể tướng Liễu Thành, còn đả thương hắn, giữa hai gia tộc lớn xuất hiện tranh cãi. Đánh giá, nhất tinh. Thượng thư lộc trọng ngày hôm trước cưới vợ bé, là người của thiên vũ vương quốc, thân phận cụ thể không rõ. Đánh giá, nhất tinh. 17 người của thiên huyền thương đoàn ở trong mai tuyết lĩnh gặp Sơn Phỉ tập kích, toàn quân bị diệt, rất có thể Sơn Phỉ là đạo tặc mấy tháng trước chạy trốn. Đánh giá, nhất tinh. Nhất tinh, tuy rằng chỉ là sự kiện không được trọng thị nhất, nói thì rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại có quan hệ không nhỏ. Dùng việc thứ nhất, bạch tốn khiêu chiến nhi tử của tề tướng mà nói, một khi không cẩn thận xử lý sẽ rất dễ dàng khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến cho hai đại nhân vật có quyền lợi lớn trong triều đình xuất hiện tranh chấp, do đó làm cho quốc sự dung chuyển. Chỉ là, những người này đã có thói quen xử lý những việc này cho nên xe nhẹ chạy đường quen, tâm tình không có dao động quá lớn. Được, đánh giá rất hợp lý. Sau khi xem xong 17 sự kiện nhất tinh, tiền các lão gật gật đầu, lại nhìn về phía tờ thứ hai, phía trên này trên cơ bản đều ghi chép sự kiện nhị tinh. Tây Nam Bách Lĩnh Sơn xuất hiện tai nạn, mấy ngàn người trôi giạt khắp nơi, không nhà để về, hiện nay đã yên ổn. Đánh giá, nhị tinh. Thiên huyền tiền quỹ ký phát ra kim phiếu mới nhất, mệnh giá lớn nhất có thể đổi thành trăm vạn. Đánh giá, nhị tinh. Hoài Nam hầu đột phá thông huyền cảnh hậu kỳ, trở thành cao thủ xếp hạng thứ 10 trong vương quốc. Đánh giá, nhị tinh. Những việc này trên cơ bản đều có quan hệ với chính trị, thế cuộc của vương quốc, rõ ràng trình độ quan trọng so với nhất tinh còn lớn hơn nhiều. Sau khi xem xong 12 sự kiện nhị tinh, tiền các lão lần nữa gật đầu, những đánh giá này vẫn không có vấn đề gì cả, hợp lý có thứ tự. Mở tờ thứ ba ra, hắn nhìn về phía sự kiện tam tinh cao nhất. Giáo sư công hội Hồng Thiên học viện bãi miễn chức vụ chủ nhiệm phòng giáo dục của Thượng thần trưởng lão, nhận định sát hạch của Trương Huyền lão sư trong sát hạch giáo viên là không chính xác. Đánh giá, tam tinh. Sau 12 ngày Trương Huyền lão sư và lục tầm lão sư sẽ tiến hành sư giả bình chắc đánh giá, tam tinh. Chuyện giáo sư công hội và học viện tự động tăng lên một tinh, lục tầm lão sư là tồn tại có khả năng trở thành danh sư nhất trong toàn bộ thiên huyền vương quốc, cũng tự động tăng lên một tinh, hai chuyện này trở thành tam tinh, không sai. Xem xong những sự kiện này, tiền các lão lần nữa gật đầu. Những chuyện này không thành vấn đề, chỉ là, là, vẻ mặt người trung niên kia có chút do dự. Có chuyện gì? Tiền các lão nhướng mày lên là một chuyện xảy ra trong hai ngày nay chúng ta không có cách nào đánh giá tinh cấp vừa nãy đang thảo luận việc này người trung niên kia nói ồ nói ta nghe một chút tiền các lão nhìn sang phía hắn ba ngày phía trước trong vương thành có một vị gọi là dương huyền đến tự xưng là danh sư giải quyết chứng bệnh của thê tử lăng thiên vũ người trung niên kia nói ồ chuyện này ta đã nghe nói qua ta còn đặc biệt đi giáo sư công hội kiểm tra bên trong ghi chép của vương quốc không có tên của người nọ, có lẽ là lang thiên vỗ trời mánh lưới, không cần để ý tới. như vậy đi, xếp vào bên trong sự kiện nhất tinh đi. tiền các lão nói, danh sư mỗi một người đều giống như chấm nhỏ, được muôn người chú ý, vương quốc chỉ cần có một vị danh sư chấn thủ thì thực lực tổng hợp sẽ được tăng mạnh. nếu như đối phương thực sự là danh sư, làm sao có khả năng lặng lẽ không một tiếng động đi đến vương thần mà mọi người lại không biết cơ chứ? sự kiện nhất tinh. Người trung niên kia cười khổ. E rằng không đơn giản như vậy, nếu như chỉ chữa khỏi cho thê tử của Lăng Thiên Vũ, tính là sự kiện nhất tinh cũng đã đủ rồi. Thế nhưng, ngay hôm qua, Đỗ Mạc Hiên trưởng lão của Đỗ Gia trong tứ đại gia tộc, quỳ gối trước cửa đình viện đối phương một ngày. Sau khi đi vào khoảng chừng 10 phút, lúc đi ra đã từ võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá đến thông huyền cảnh. Cái gì, thực lực tăng mạnh, tiền các lão xứng sờ, vẻ mặt nghiêm túc nếu như nói như vậy có thể tính là nhị tinh buổi chiều ngày hôm qua hội trưởng luyện khí sư công hội la trùng đại nhân tiến vào phủ đệ sau khi rời đi mặt mày hồng hào khen không dứt miệng nói là danh sư chân chính không thèm quan tâm tới đánh giá của hắn người trung niên kia tiếp tục nói la trùng tiền các lão đột nhiên đứng dậy hai mắt trợn tròn la trùng là ai chứ hội trưởng luyện đan sư công hội là một trong những nhân vật chân chính đứng ở vị trí cao nhất trong thiên huyền vương quốc. Hắn cũng cho rằng là như vậy, chẳng lẽ, vị dương huyền này là danh sư thật hay sao? Như vậy, như vậy, chuyện này, có thể tính làm tam tinh. Tiền các lão không nhịn được nói. Hắn còn chưa dứt lời thì âm thanh của người trung niên kia lại vang lên. Sáng sớm hôm nay, hội trưởng Âu Dương thành luyện đan sư công hội, Trần Tiêu đan sư cũng đến tòa phủ đệ này. Chỉ là, Tất cả đều bị quản gia chặn ở ngoài cửa, không cho vào cửa, không những mấy người này không đi mà còn không có một câu oán hận nào. Cái này, chuyện này. Sắc mặt tiền các lão lúc đỏ lúc trắng, thân thể lung lay như sắp sụp đổ. Đây là tư tinh, không, là sự kiện Ngô tinh, mau viết những chuyện này ra, ta muốn báo lên bệ hạ, dùng tốc độ nhanh nhất. Ngô tinh. Không cần xác định lại hay sao? Sự kiện Ngô tinh, trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc đã mấy chục năm rồi chưa từng xuất hiện. Mọi người trước đó còn đang thảo luận không có cách nào quyết định được cấp bậc, sau khi nghe thấy tiền các lão nói lời này, sắc mặt cả đám ngưng trọng, tất cả ổ lên. chương 169, Vang Vọng Vương Thành một Người nói là ngay cả la trùng hội trưởng cũng khen không dứt miệng. Đỗ Mạc Hiên còn quỳ một ngày, lúc rời đi, không những cả người hăng hái mà Tu Vi còn gia tăng. Xem ra chúng ta đều đoán sai rồi. Vị Dương Huyền này tuyệt đối là danh sư thật sự. Chỉ có danh sư thật sự thì mới có thể làm cho Đỗ Mạc Hiên quỳ xuống can tâm tình nguyện, mới có thể làm cho La Trùng hội trưởng cũng khâm phục không thôi. Nhanh chuẩn bị danh thiếp để ta đi xin bái kiến. Cái gì? Bất luận người nào của Dương phủ cũng không thấy, nếu muốn đi gặp Dương sư, trước hết phải giao nộp 300 vạn kim phiếu, hơn nữa còn không trả lại. Làm như vậy rất đúng, người người đều muốn gặp danh sư, nếu như người nào cũng đòi gặp như vậy một ngày dương sư cũng không làm được gì có một ngưỡng cửa cũng có thể ngăn cản một ít người có dụng tâm khác trà trộn tình huống như vậy hầu như xuất hiện ở bên trong tất cả các gia tộc lớn của vương thành tất cả mọi người đồng thời sợ hãi những người trước đó coi người nọ là tên lừa đảo mỗi người đều trở nên trầm mặc không biết bất tỉnh được bao lâu trương huyền lần nữa mở mắt ra chuyện này khi tỉnh lại Chuyện thứ nhất chính là hắn cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên có thêm vô số tri thức, sách vở trước đó bị thư tịch màu vàng bao phủ, tất cả tri thức đã khắc vào trong đầu, tuy hai mà một. Thư tịch màu vàng này có thể chuyển hóa tri thức trong thư viện thành của ta sao? Vẻ mặt Trương Huyền không thể tin được. Trước đó thiên đạo thư viện chỉ có thể lợi dụng lật xem, tìm đọc, tri thức trong đó vẫn ở trên thư tịch mà không phải khác ở trong đầu hắn. Hiện giờ thì tốt rồi, tất cả đều khác vào đầu rất rõ ràng, thành một phần ký ức của hắn, tuy hai mà một. Nói cách khác, bây giờ coi như hắn không lợi dụng Thiên Đạo thư viện thì cũng có khái niệm rõ ràng đối với luyện đan, tu luyện là một luyện đan sư thực sự. Vậy bản thư tịch màu vàng kia đâu rồi? Tinh thần tập trung vội vàng nhìn lại về thư viện, thư tịch màu vàng vẫn lơ lửng ở giữa, chỉ có điều sau khi mở ra lại rỗng tuếch, không ngờ tờ giấy trống không kia lại biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Trương Huyền chớp chớp hai mắt. Giấy biến mất bản thân hắn lại vô duyên vô cớ đạt được nhiều tri thức như vậy, xem ra quả thực thư tịch có loại công hiệu này. không biết thư tịch màu vàng này hình thành thế nào, phương thức chuyển hóa tri thức này quả thực quá nhanh a. À? vốn hắn chỉ coi như học tập tri thức trong thiên đạo thư viện có tốc độ rất nhanh, muốn xem hết mấy trăm ngàn bản thư tịch mà những ngày qua siêu tập, không có mấy tháng, một hai năm cũng không làm được. thế nhưng lần này thì tốt rồi, thư tịch màu vàng tỏa sáng, tất cả đã biến thành tri thức của bản thân hắn muốn học tập cực kỳ dễ dàng. Cái gì, ta lại có thể bất tỉnh suốt cả đêm sao? Từ trong vui sướng khi thu được tri thức tỉnh lại, hắn nhìn ra phía ngoài một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào hắn không hỏi im lặng. Bởi vì một lần hôn mê, không ngờ đã trải qua một đêm. Suối suối người, lúc hắn đang muốn tìm chút thức ăn thì đã thấy quản gia Tôn Cường đi vào. "Lão gia, hội trưởng luyện đan sư công hội Âu Dương Thành và Trần Tiêu đan sư đi đến bái phỏng." Âu Dương Thành, Trần Tiêu Đan Sư, Trương Huyền Sướng Sờ. Hiện tại hắn là danh sư Dương Huyền chứ không phải là Trương Huyền Đan Sư, căn bản không quen biết đối phương, đối phương chạy tới đây làm gì chứ. Đúng vậy, hơn nữa, đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ. Tôn Cường có chút im lặng nói. Vị lão gia này quả thực là có thể ngủ, trời tối ngày hôm qua trở về, ngày hôm nay mặt trời lên cao mới dậy. Ngẫm lại cũng thật là biết ngủ bản thân hắn không dám quấy nhiễu cho nên không thể làm gì khác hơn là nói với đối phương lão gia đang nghỉ ngơi, ai biết hai người kia không ngờ lại không cho hắn quấy rối, mạnh mẽ chờ ở bên ngoài hơn hai canh giờ. Cũng thật là giỏi chịu đựng. Lão gia, Trần Tiêu Đan Sư đã nộp 300 vạn kim tệ, người xem. Để bọn họ vào đi. Trương Huyền xua tay. Tôn Cường đi ra ngoài, không lâu sau, Âu Dương Hội trưởng và Trần Tiêu Đan Sư đã đi tới. Xin chào Dương Sư không dám ra vẻ, hai người đi vào phòng rồi trực tiếp khom người chào. Vốn Trần Tiêu đan sư muốn bản thân tới đây một mình, thế nhưng khi suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy mặt mũi không đủ cho nên mới cố gắng kéo Âu Dương Thành tới đây. Chương 170, Vang vọng Vương Thành hai. Không cần khách khí, hai vị sáng sớm đã đến tìm ta, nếu như ta không nhìn nhầm, có lẽ là vị Trần Tiêu đan sư này không còn sống được lâu nữa, muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết a lúc trong lòng đang kỳ quái vì sao hai người này lại tới đây đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên trương huyền tức thì nghĩ ra nguyên do trần tiêu này bị nguyền rủa chúng tử khí quấn quanh cho nên không còn sống được lâu nữa lúc trước khi luận đan hắn cảm thấy đối phương bội ước không đáng để cứu cho nên cũng không nhiều lời có lẽ tên này không tìm được phương pháp giải quyết sau khi nghe nói có một vị danh sư xuất hiện cho nên mới tìm tới như vậy cũng tốt vừa vặn có thể khiến cho hắn xuất huyết một chút cũng coi như báo thủ thay người ủy thác với hắn kia. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, hai người Âu Dương Thành, Trần Tiêu Đan sư nghe thấy hắn nói như thế suýt chút nữa đã sợ đến trực tiếp quỳ xuống, ngất đi tại chỗ. "Danh sư, không phải trước tiên thường diễn luyện võ kỹ, hoặc là luyện đan, kém cỏi nhất cũng phải bắt mạch mới có thể nhìn thấu sự cố và mấu chốt hay sao? Làm sao vừa mới thấy mặt đã nói ra? Đây là ánh mắt hay sao? Đoán mạng cũng không lợi hại như thế a?" À? trong lòng kinh ngạc, đồng thời sắc mặt Trần Tiêu Đan sư càng tái nhợt, trong lòng lo sợ. Liếc mắt đã nhìn ra được, bệnh của ta nghiêm trọng như vậy sao? Có phải ngay cả ngày mai cũng không sống tới được hay không? Lô đỉnh kia đâu, vứt đi chưa? Còn nữa, chuyện đồng ý với người khác, không nghĩ biện pháp hoàn thành, cho rằng đối phương chết rồi mà muốn chống chế, làm tổn hại tới thân phận luyện đan sư a. Coi như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Trương Huyền nhớ tới nội dung trước đó hắn nhìn thấy ở bên trên thư tịch, miệng tiếp tục nói. Nói xong thấy không ai trả lời, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên thì đã thấy sắc mặt Âu Dương Thành và Trần Tiêu Đan sư trước mắt tái mét, giống như bị hóa đá. Đặc biệt là người sau, toàn thân run rẩy giống như động kinh, cũng không nhịn được nữa mà đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống dưới mặt đất. Dương sư cứu ta, cầu Dương sư cứu ta. Trần Tiêu Đan sư đã dọa tới điên rồi chuyện hắn đạt được lò luyện đan không ai biết coi như lúc trước trương huyền cũng chỉ là suy tính ra hắn từng chiếm được bảo bối trên thân người chết cũng không biết cụ thể là cái gì thế nhưng vị trước mắt này thì tốt mạch không bắt người không nhìn mở miệng đã nói ra ngươi là thần tiên hay sao không phải vậy thì làm sao biết được những lời dương sư nói đều là sự thật hay sao tuy rằng không biết rốt cuộc vì sao mà trần tiêu đan sư dính dám tới tử khí giờ khắc này thấy biểu cảm của hắn âu dương thành đã biết vị dương sư trước mắt này nói không sai một chút nào trong lòng hắn không nhịn được phục sát đất cái gì cũng không làm chỉ liếc mắt nhìn đã biết bệnh tình chứng bệnh thậm chí còn là nguyên nhân sinh bệnh quả thực quá nghịch thiên đúng vậy thấy vẻ mặt bọn họ giống như gặp phải quỷ lúc này trương huyền mới nhớ đến bản thân hắn là danh sư dương huyền cũng không quen biết hai người cho nên hắn hắng giọng lúng túng nói cứu ngươi rất đơn giản đầu tiên là mai táng lô đỉnh kia cùng với cố nhân của ngươi, sau đó lại hoàn thành chuyện mà hắn nhắn nhủ. Cuối cùng, dùng một chút đan dược có linh khí sung túc, lại điều dưỡng nửa năm, như vậy có lẽ đã đủ rồi. Kỳ thực muốn giải quyết vấn đề của đối phương cũng không khó, cũng không phải hắn ta thật sự phải chết mà là chịu nguyền rủa, chỉ cần hoàn thành một cách nghiêm túc, không tiếp tục tiếp xúc với lô đỉnh thì sức mạnh nguyền rủa sẽ phai nhạt, lâu dần cũng sẽ khỏi hẳn. Đa tạ dương sư chỉ điểm Nghe thấy mình có thể cứu, Trần Tiêu Đan Sư vội vàng gật đầu, không có một chút hoài nghi nào. Có thể nhanh chóng nhìn ra chỗ mấu chốt, người ta nói có thể giải quyết thì nhất định có thể giải quyết được. Đã biết được phương pháp, hai người ở lại hay không cũng không cần thiết cho nên mới xoay người rời đi. Mãi khi đi ra tới cửa lớn, Trần Tiêu Đan Sư vẫn có cảm giác như đang ở trong mơ. Chuyện lớn khiến cho hắn yêu sầu mấy ngày, không ngại bán của cải gia sản để lấy tiền mặt, chuyển nhà cứ như vậy đã được giải quyết xong. Không cần nghĩ ngợi nhiều, danh sư một câu đáng giá nghìn vàng, đừng nhìn hắn nói đơn giản như vậy. Thế nhưng trên thực tế lại là đúng bệnh hốt thuốc, người khác không học theo được đâu. Nhìn ra hắn đang nghi hoặc, ánh mắt Âu Dương Thành tràn ngập sùng bái liếc mắt nhìn về phía sau, lại cảm khái nói một câu. Trần Tiêu Đan Sư, Âu Dương Thành hội trưởng cũng tiến vào đình viện, sau đó đi ra ngoài. Chuyện này lần thứ hai trở thành chuyện quan tâm nhất của các thế lực lớn hai vị luyện đan sư này đi vào chưa tới 5 phút đồng hồ mà đã trực tiếp đi ra. Chẳng lẽ không giải quyết được vấn đề hay sao? Cẩn thận điều tra cho ta, để xem đường đường là hai vị luyện đan sư, rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì mà cần phải tìm danh sư để hỏi ý kiến. Ngươi nói, ở nhà Trần Tiêu đan sư đã tổ chức tang sự, thậm chí còn viết di chúc, định bán của cải gia sản để lấy tiền mặt. Sau khi gặp Dương sư trở về đã lập tức đổi vải trắng thành vải đỏ, một mảnh chúc mừng, người nói xem có giải quyết được hay không. Bản thân bị bệnh gì đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, vừa gặp Dương sư không tới 5 phút đồng hồ đã thuận lợi giải quyết. Xem ra chúng ta đều sai rồi, người chúng ta có thể biết được nhiều nhất cũng chỉ là danh hiệu và tên tuổi của danh sư Nhất Tinh. Mà vị Dương sư này lợi hại như vậy, liệu có phải đã vượt qua Nhất Tinh rồi hay không? Vượt qua danh sư Nhất Tinh. Tin tức lan truyền ra, toàn thành chấn động cái tên Dương Huyền, ngày hôm nay đã vang vọng toàn bộ Vương Thành. Audio điện tử võ tấn bền chương 171, sát hạch thư họa 1 Tiếng tăm tăng lên, người ngụy tranh vị danh sư Dương Huyền này là Trương Huyền lại rất là rảnh rỗi. 300 vạn kim tệ, coi như là trong thiên huyền thành này có không ít người có tiền. Thế nhưng để người đứng đầu lấy ra, trực tiếp tặng người ta không chút ngần ngại thì cũng sẽ không có quá nhiều. Người như thế, nếu như không phải thực sự gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết thì nhất định sẽ không dám quấy nhiễu sự yên tĩnh của một vị danh sư. Âu Dương hội trưởng, Trần Tiêu Đan sư vừa đi, đình viện lần nữa trở nên yên tĩnh. Nghỉ ngơi tới giữa trưa, cũng không có ai tới nữa, lúc này Trương Huyền lần nữa xóa bỏ lớp ngụy trang, một lần nữa trở lại học viện. Lão sư, Hoàng ngữ tiểu thư tìm người, đang chờ ở trong lớp học. Còn chưa trở lại lớp học thì hắn đã thấy viên đào tiến lên đón nàng ta tìm ta làm gì chứ? Trương Huyền sững sờ, hắn biết viên đào cũng không trả lời được cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi trở lại lớp, quả nhiên đã thấy Hoàng Ngữ Tiểu Thư đang đứng ở trong phòng, yên tĩnh giống như một bức thư tranh. Nàng có thể trở thành danh sư học đồ cũng không phải là bởi vì bản thân là nữ nhi của hội trưởng giáo sư công hội, loại khí chất hờ hướng điềm tĩnh này trời sinh đã có thể làm cho người ta sinh ra hào cảm. Quả nhiên, nàng đứng ở trong gian phòng, đám người trịnh dương, Viên Đào Thi thoảng nhìn về phía này, còn Triệu Nhã thì đang tức giận, ánh mắt như muốn giết người. Bồn cô nương và Vương Dĩnh không kém hơn nàng ta một chút nào a. À. Bình thường khi đi học, sao không thấy các ngươi lén lút nhìn chúng ta cơ chứ? Đáng ghét. Trương đại sư không để ý tới tâm tư của những nữ sinh này, vừa thấy hắn trở về, ánh mắt hoàng ngữ sáng lên, lại vội vàng đi tới. Hoàng tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Trương Huyền nghi hoặc lục đại sư muốn ta mời ngươi đi qua đó một chuyến. Hoàng ngữ ôm quyền nói, lẽ nào hắn muốn mang ta đi tới tàng thư khố của vương cung hay sao? Ánh mắt trương huyền tức thì sáng lên. Trước lục trầm từng đồng ý dẫn hắn đi tới tàng thư khố của vương cung để tìm kiếm bí tịch ích huyệt cảnh. Chỉ vì thẩm truy bệ hạ không có mặt ở vương thành cho nên mới coi như thôi. Hiện giờ hắn phái hoàng ngữ tìm đến mình, chắc hẳn là chuyện này đã có tiến triển. Cái này, không phải, Hoàng Ngữ có chút lúng túng, là Lục Đại Sư muốn sát Hạch Ta và Bạch Tốn cho nên mới người tới làm giám khảo. Giám khảo, Trương Huyền sướng sờ. Hoàng Ngữ và Bạch Tốn đều muốn mặc hiên đồ của Lục Trầm Đại Sư cho nên người sau nghi đưa ra quy tắc, ai có nghiên cứu càng sâu đối với thư hỏa thì sẽ cho kẻ đó. Chính vì như thế, mấy ngày trước đây hai người mới tìm đến Trương Huyền, muốn hắn chỉ điểm thư hỏa mà bản thân hắn không có kiến thức gì cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận miệng nói bậy vài câu, kết quả khiến cho hai người như nhặt được chân bảo, chuyên tâm học tập, có lẽ hiện giờ là lúc sát hạch cuối cùng. Vâng, Lục Đại Sư biết người có nghiên cứu rất sâu đối với thư họa, có thể đưa ra phán xét đúng trọng tâm nhất. Vì lẽ đó Đại Sư bảo ta tới mời ngươi, cho nên nhất định ngươi phải qua đó a à. Hoàng ngữ nói, lông mày trương huyền giật giật. Hắn ngay cả đặt bút vẽ cũng không biết, lại còn nói phán xét đúng trọng tâm. Vị lục đại sư này cũng thật là để mắt tới hắn. Chỉ là, nhận chỗ tốt của người ta, còn hy vọng có thể mượn đối phương để tiến vào tàng thư khố của vương quốc cho nên đương nhiên hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lại thêm hoàng ngữ đã mở miệng, trong chuyện học tâm khảo vấn nàng đã giúp hắn một ân tình rất lớn. Được rồi, chỉ cần không chê ta nói bậy là được, khi nào thì bắt đầu. Gật gật đầu, Trương Huyền đồng ý. Vốn nói buổi trưa sẽ bắt đầu, thế nhưng bởi vì ngươi không có mặt. Chỉ là, nếu như hiện tại chúng ta đi qua đó, chắc sẽ tới kịp. Hoàng ngữ nói, buổi trưa, trương huyền sướng sờ. Hắn rời giường thì mặt trời đã lên cao, lại đợi đã lâu, mới lắc lư đi ra ngoài. Hiện giờ đã gần như là buổi trưa, ngày hôm nay đã kiểm tra luôn, hơn nữa lại đi ngay bây giờ cũng có chút quá nóng vội nha. Đúng vậy, hoàng ngữ gật đầu. Được rồi, thấy đối phương khăng khăng mang mình đi tới đó trương huyền biết từ chối cũng vô dụng cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhắn nhủ cho học sinh vài câu sau đó đi theo sau lưng nàng đi ra khỏi học viện ta biết muốn thư họa rất khó như vậy tỉ thí cũng không quá dễ a à. trên đường đi trương huyền không nhịn được hỏi một câu tỉ thí thư họa hắn chưa từng nghe nói qua cũng không biết quy tắc cũng không thể để cho nàng và bạch tốn đồng thời vẽ tranh sau đó lại tiến hành so sánh a à hoàng ngữ xuất thân từ giáo sư công hội lại thêm bản thân là danh sư học đồ coi như không chuyên môn học thì nhất định cũng cực kỳ am hiểu còn bạch tốn gia hỏa này chỉ biết luận võ hắn rất khó có thể liên tưởng tới tư thế cầm bút vẽ tranh của hắn ta sát hạch là do lục đại sư và nguyên ngữ đại sư định ra ta và bạch tốn cũng không biết được tin tức cụ thể sát hạch thế nào ta cũng không rõ ràng cho lắm hoàng ngữ lắc lắc đầu nói nguyên ngữ đại sư Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn sang phía nàng. Không phải người này là y giả nổi danh nhất thiên huyền vương thành hay sao? Sao lại đi định ra quy tắc tỉ thí thư hỏa chứ? Nguyên ngữ đại sư không những là đại sư y đạo, ở phương diện thư hỏa cũng có kiến thức, ngay cả lục đại sư cũng khen không dứt miệng về hắn, một bộ giang điểu đồ, thanh giang dẫn lưu, trông rất sống động. Lúc hắn vẽ tranh ở trên thuyền không ngờ lại dẫn tới chim đến, miệng hót không ngớt, chuyện này đã lan truyền trở thành giai thoại hai mắt hoàng ngữ tỏa sáng, tràn ngập vẻ sùng bái. chương 172, sát hạch thư họa 2. Lợi hại như vậy, trương huyền tặc lưỡi. Lúc hắn thu vương dính đã nghe nói qua tới nguyên ngữ đại sư, hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là một y sư. Chỉ là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại lợi hại như vậy trên phương diện thư họa. Vẽ tranh có thể kéo chim thật tới đã đủ để chứng minh trình độ của hắn ta coi như không sánh bằng lục trầm đại sư thì nhất định cũng không cách biệt quá xa. Đúng vậy, lần này lục đại sư không những mời ngươi mà còn mời hắn tới. Nói ba người cùng phán xét mới có thể công bằng công chính. Hoàng ngữ nói, Trương Huyền gật đầu, đã có hai vị thư họa đại sư chân chính chấn thủ, bản thân hắn chỉ là người góp cho đủ số, đến lúc cứ tát nước theo mưa là được, cũng là không cần phải sốt sắng như vậy. Hắn đối với thư họa một chữ cũng không biết, Lần trước đè ép Lục đại sư là công lao của thư viện, một lúc nữa không nên nói quá nhiều, tránh cho lộ ra sơ hở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã đi tới phủ đệ của Lục Trầm đại sư. Còn chưa đến trước mặt thì quản gia thành bá đã tiến lên đón tiếp. "Trương đại sư, Hoàng tiểu thư, sao bây giờ các người mới đến? Nguyên ngữ đại sư nói chưa còn muốn đi bái phỏng người nào đó cho nên đã không kịp đợi được nữa." "Là ta đi ra ngoài một chuyến." để hoàng tiểu thư phải đợi lâu trương huyền có chút ngại ngùng nói đối phương quyết định tỉ thì vào buổi trưa đáng tiếc mấy ngày nay bản thân hắn vẫn không ở trong học viện không dễ tìm cho lắm cho nên lần này mới làm lỡ thời gian tỉ thí xin mời nghe thấy hắn nói như vậy thành bá cũng không dám nhiều lời mà bắt chuyện với hai người rồi đi về phía trước có đình viện của mình rồi khi lần nữa trở về nơi này hắn lại có một cảm giác khác tuy rằng mộc mạc thanh nhã Thế nhưng lại chi tiết, trang trí cực kỳ hoàn mỹ, tòa phủ đệ mà hắn thuê so sánh với nó kém quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, tòa phủ đệ mà hắn thuê, nếu như đúng là do một vị danh sư trang trí, chắc chắn sẽ không có dáng vẻ như thế. Chỗ ở của thương nhân đương nhiên không thể sánh vai cùng với một đại sư thư họa được. Đi theo phía sau lưng thành bá, chỉ một lát sau đã đi đến phòng tiếp khách, dương mắt nhìn lại quả nhiên đã thấy lục trầm đại sư và một lão giả đang ngồi đối diện uống trà, bạch tốn khép nếp không gì sánh được đang trốn ở một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn ra chung quanh. Vừa nhìn thấy hai người đến hắn lập tức mừng rỡ, tiến lên đón tiếp. Trương đại sư, người đến rồi. Trương huyền gật đầu, lại nhìn về phía vị nguyên ngữ đại sư danh Trấn Vương Thành này. Ước chừng 6, 70 tuổi, tròm dâu trắng như tuyết, tuy rằng tuổi không nhỏ thế nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần làm cho người ta có một loại cảm giác tinh lực bắn ra bốn phía, không hổ là y sư, chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn có loại tinh thần này, quả nhiên không thẹn với thanh danh hạ vô hư sĩ. Tiểu huynh đệ, người đến rồi. Lục trầm đại sư cười cười giỏi đứng lên. Lục trầm đại sư, trương huyền ôm quyền. Được rồi, đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là nguyên ngữ đại sư, cũng là bạn tri kỷ của ta, là đại hành gia thư họa. Lục Trầm cười cười giới thiệu song phương. Nguyên ngữ, đây chính là trương huyền tiểu huynh đệ mà ta đã nhắc đến với ngươi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trình độ ở bên trên thư họa, e rằng không kém ngươi và ta. Đại sư quá khen, ta chỉ, thuận miệng, tùy tiện học một ít mà thôi. Trương huyền vội nói, lần trước hắn sang đây xem lục đại sư vẽ đó là bởi vì có máy nói dối mạnh mẽ ở trên người. Nếu như để cho hắn quan sát thật sự, cho dù có ba năm cũng nhìn không ra được nguyên do sự học không lớn nhỏ đạt giả vi sư người có thể nhìn ra hạ thu đồ và xích hùng khiếu thiên của lục trầm lại chỉ ra nơi chưa đủ phần nhãn lực này đã rất tốt rồi người trẻ tuổi như vậy càng ngày càng ít ra nguyên ngữ đại sư mở miệng nói âm thanh ôn hòa trong suốt làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt xem ra hắn đã nghe lục trầm nói tới chuyện liên quan tới trương huyền hai con mắt đen nhánh nhìn qua mang theo vẻ hiếu kỳ quá khen Trương Huyền lần thứ hai ôm quyền nói. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết tên của hai bức vẽ lần trước. Nếu như để cho lục trầm, nguyên ngữ biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ thổ máu tại chỗ. Thư họa nhà vẽ tranh, đều sẽ ở để lại tên và đủ loại thư khoản, chữ viết ở bên trên. Sau đó nương theo thời gian biến mất thì cũng có thể lưu danh thiên cổ, vang vọng hậu thế. Chính vì như thế, khi hắn xem hai bức vẽ kia, đúng là bên trên có tên tuổi, chỉ có điều lại dùng kiểu chữ đặc thù mà các thư hỏa gia yêu thích, hơn nữa viết rất là ngoáy, làm cho hắn không nhận ra được mà thôi. Kiểu chữ mà thư hỏa học đồ cũng có thể nhìn hiểu mà hắn cũng không nhận ra, thậm chí còn không biết đó là đề tên. tới mức độ này còn được kêu là đại sư, thật sự có mặt mũi thừa nhận. mấy người lại khách sáo nói với nhau vài câu, không thể không nói nguyên ngữ đại sư này rất dễ ở chung đổi lại là người khác nhìn thấy trương huyền trẻ tuổi như thế tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra sự coi thường mà hắn không những không có trái lại còn mang theo ý tứ thưởng thức được rồi nếu người đã đến đông đủ chúng ta bắt đầu đi lục trầm đại sư vuốt dâu nói vâng hoàng ngữ bạch tốn đồng thời gật đầu mặc hiên đồ chỉ có một phần chỉ có thể cho một người trong các ngươi cho nên mới cần sát hạch thứ nhất là ta không muốn đưa danh họa cho người không hiểu thư họa thứ hai ta cũng muốn cố gắng mài dũa các ngươi để cho các ngươi bớt đi bản tính nóng vội đặc biệt là bạch tốn lục trầm đại sư nhìn về phía hai người lạnh nhạt nói dùng thân phận của hắn tuy rằng rất yêu quý mặc hiên đồ thế nhưng vãn bối mở miệng thì nhất định cũng sẽ ban tặng sở dĩ hắn đưa ra sát hạch cũng là muốn để cho hai người tiếp xúc nhiều với thư họa học tập thêm được nhiều thứ hơn hắn cả đời trung tình với thư họa thậm chí còn dùng tất cả thanh xuân đổ vào thứ này mắt thấy không có người nối nghiệp, đương nhiên có chút nóng nảy. Hoàng ngữ, bạch tốn đến đây muốn nhờ, vì vậy hắn mới nhân cơ hội đưa ra quy củ, để bọn họ cố gắng học tập, có lẽ sau đó có thể truyền thư họa ra ngoài. Dùng cách nói của hắn, đó chính là người người tập võ, người trẻ tuổi yêu thích thư họa càng ngày càng ít, nếu như không làm việc gì đó, e rằng nghề nghiệp này sẽ bị thất truyền. Vừa vặn làm như vậy cũng có thể có hiệu quả mài rũa bạch tốn, tên này nôn nóng tới phát cáu, Gặp chuyện gì luôn thích dùng nắm đấm để giải quyết, học tập thư họa nhiều có thể hun đúc tâm tình, khiến cho tính tình của hắn càng thêm thận trọng, bằng không, dùng loại tính cách nôn nóng này, sau này làm sao có thể kế thừa vương vị, nam trinh bắc chiến thay vương thất cơ chứ. chương 173, đến lượt ngươi 1. Chỉ là, thời gian các ngươi tiếp xúc với thư họa rất ngắn, nếu bảo các ngươi đặt bút vẽ tranh xem như sát hạch, không những không có hiệu quả gì mà còn giống như sỉ nhục nghề nghiệp thư họa, vì lẽ đó, ta và Nguyên Ngữ đã thương nghị qua một chút, cũng đã nghĩ ra một phương pháp sát hạch. Tính ra Hoàng Ngữ, Bạch Tốn cũng chỉ tiếp xúc với thư hỏa cũng không tới một tháng, để bọn họ chấp bút có thể vẽ ra cái gì cơ chứ. Nếu thực sự làm như vậy, nhất định sẽ mất mặt, vì lẽ đó, sát hạch của Lục Trầm Đại Sư cũng không phải là để bọn họ vẽ tranh. Nói đến đây, hắn cười cười rồi nói tiếp. Như vậy đi, để ta, Nguyên Ngữ, Trương Nguyên Tiểu Huynh Đệ vẽ tranh, các người tới giám định, bình luận, ai bình luận đúng trọng tâm nhất thì người đó sẽ lấy đi mặc hiên đồ. Vẽ tranh, cái gì? Trương Huyền đang ngồi uống trà, định tới đây góp đủ số nghe thấy hắn nói như thế lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng vào mặt của lão giả này. Người đang nói đùa sao, ta chỉ tới để xem náo nhiệt, bảo ta vẽ tranh. Là bọn họ thi hay là ta thi chứ? Ta ngay cả đặt bút vẽ thế nào cũng không biết nắm, làm sao có thể vẽ được nha? Ta thấy, Ta không cần vẽ tranh a à. vẽ mặt phiền muộn Trương Huyền nói một câu không cần phải cự tuyệt lấy văn để kết bạn rất nhiều văn hội đều cần phải viết thơ làm phú hiếm khi ngươi và Nguyên huynh đều có mặt chúng ta cũng lấy vẽ để giao lưu cũng để cho đám tiểu bối này mở mang kiến thức hiểu được mị lực chân chính của thư họa. không cẩn thận bọn họ sẽ chân chính yêu thích sau đó cũng trở thành một đời đại sư A à. lục trầm đại sư vuốt dâu cười nói Trương Huyền sắp khóc tới nơi người có nghiêm túc nghe ta nói hay không vậy ý của ta là ta không muốn tham gia vẽ tranh gì đó cũng không muốn vẽ tranh người thì tốt rồi lại còn nói lấy vẽ để giao lưu giao lưu cái lông a à. khục khục không cần phải vậy hai vị vẽ tranh là được người thấy ta ngày hôm nay cái gì cũng không có chuẩn bị a à. trương huyền không thể làm gì khác hơn là lại nói rõ ràng hơn một ít giấy và bút mực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiểu huynh đệ người cũng không cần phải câu nệ cứ coi nơi này là nhà của mình, tùy tiện vẽ tranh cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút. Lục Trầm Đại Sư nói tiếp, câu nệ, kiến thức, trọng điểm của ta căn bản không phải là cái này ngươi có hiểu hay không. Được rồi, A Thành, đi chuẩn bị giấy và bút mực, tiểu ngữ, bạch tốn, khi chúng ta vẽ tranh, các ngươi cố gắng nhìn, coi như là học tập một phen đi. Lục Trầm còn tưởng rằng hắn ngại ngùng cho nên mới xua tay cười nói. Vâng, quản gia thành bá khoát tay một cái, mấy người hầu gái lập tức mang ra ba bộ giấy và bút mực, đặt ở trước mặt ba người. Hai hàng lông mày của Trương Huyền giật giật. Dùng bút chỉ vẽ tranh hắn còn không biết, còn bút lông. Sớm biết sát hạch ngày hôm nay là như vậy, có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tới đây. Chúng ta lấy vẽ kết bạn cho nên không quy định đề mục. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lục Trầm Đại Sư cười khanh khách nhìn về phía Nguyên Ngữ Đại Sư, nói. Nguyên huynh, ngươi là khách mời, mời tới trước. Được, vậy ta bêu xấu vậy. Nguyên ngữ đại sư cười vuốt vuốt tròm dâu, đứng ở trước mặt cái bàn, tay cầm lấy bút lông, hơi trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ tranh. Chữ viết như rồng bay phượng múa, vẻ mặt của hắn vốn rất hài hòa, thế nhưng vừa bắt đầu vẽ tranh, khí chất nhất thời đã thay đổi, giống như một đại sư khó tìm tri âm, khiến cho người ta kính nể. Vẽ tranh chia làm bồn tầm thứ, phân biệt là lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng một. Lục thực là chỉ ghi chép sự thực, vẽ tranh giống cảnh vật nhìn thấy ở hiện thực, vẽ giống như đúc, tuy rằng vẽ giống y như thật, thế nhưng lại là tầng thấp nhất. Nguyên ngữ đại sư bắt đầu vẽ tranh, lục trầm cười cười giải thích cho mọi người nghe. Linh động là chỉ vẽ ra cảnh vật, không còn cứng nhắc nữa, mà là ẩn chứa linh khí, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã có cảm giác giống như sống lại. Lấy một ví dụ, người vẽ một con cá, người sẽ cảm thấy con cá này đang sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tranh vẽ trên giấy bơi ra ngoài cảnh giới thứ ba là ý tồn ý tồn bút tiên trước khi vẽ phải có ý loại cảnh giới này còn chưa vẽ tranh đầu tiên phải có ý cảnh trong lòng khi đó tranh vẽ ra mới có thể làm cho người ta cảm động khiến cho người ta mê muội hạ thu đồ và xích hùng khiếu thiên của ta may mắn tiến vào loại cảnh giới này vì lẽ đó mới nhìn một chút lại giống như mở bức tranh ra trước mặt có một loại cảm giác thân ở trong đó ta và Nguyên Huynh đều đạt đến loại cảnh giới này, nếu may mắn, trùng hợp thì có lẽ có thể làm ra tác phẩm hội họa đạt tới cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư, kinh hồng, chỉ chính là tác phẩm hội họa kinh hồng, người, đồ vật vẽ bên trong tự mang khí chất, đạt đến mức độ ngay cả động vật, man thú cũng không thể nhận biết được. Mặc hiên đồ mà tiểu ngữ và giang điều đồ của Nguyên Huynh cũng là như vậy. Ồ, Trương Huyền gật đầu, hắn còn tưởng rằng vẽ tranh, ai vẽ được giống thì người đó lợi hại, sau khi nghe thấy đối phương giải thích mới biết được, vẽ giống. Chỉ là cảnh giới cấp thấp nhất mà thôi. Bên trong một tác phẩm chỉ có nắm giữ tinh thần của bản thân, ẩn chứa ý cảnh đặc biệt thì mới tính được là danh họa chân chính. Trong lúc trò chuyện, dưới ngòi bút của nguyên ngữ đại sư, hình ảnh từ từ xuất hiện. Là một bộ sơn lâm điều tước đồ hai trong rừng cây yên tĩnh, hai con chim nhỏ bay lượt, tuy rằng không nhúc nhích ở trên không trung, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có tiếng chim to rõ, khiến cho người ta như trong nháy mắt đặt mình vào trong núi rừng, hoa thơm chim hót. Lục đại sư, lẽ nào đây chính là tranh vẽ cảnh giới ý tồn hay sao? Hoàng Ngữ không nhịn được nói. Có thể làm cho người ta có cảm giác này, nói rõ bức họa này đã ẩn chứa ý cảnh cực sâu, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã khó có thể rời mắt đi được. Đúng vậy. Lục Trầm đại sư gật gật đầu. Quả thực bức họa này đã đạt đến cảnh giới ý tồn chỉ là, cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi. Về phần tại sao lại nói như vậy còn cần các ngươi đi giám định và thưởng thức, ai có thể trả lời chính xác thì người đó sẽ thắng lợi. Vâng. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng loạt đưa mắt tập trung nhìn vào. Chương 174, đến lượt ngươi hai. Không lâu sau, Nguyên Ngữ đại sư dừng bút lại. Bộ sơn lâm điều tước đồ này đã được vẽ xong. Ha ha, đã lâu không vẽ, bút pháp có chút không thông suốt bêu xấu rồi. Thả bút lông xuống, nguyên ngữ đại sư cười cười, nói. Lục trầm, đến lượt ngươi. Được. Lục trầm đại sư cũng không từ chối mà đi vài bước tới trước bàn, bút lông di chuyển, bắt đầu vẽ trên giấy. Tuy rằng đều là đại sư thư họa cảnh giới thứ ba, thế nhưng rõ ràng khi lục trầm vẽ tranh càng thuận buồm xuôi gió hơn, cũng càng nhẹ nhàng hơn. Thứ hắn vẽ là một con sông, bên trên có một chiếc thuyền con trôi nổi, không có sóng lớn, không có mưa to gió lớn, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác ngược gió tiến lên, vật lộn cùng sóng lớn. Người trên thuyền, tuy chỉ có lác đác hai bút, thế nhưng lại mang theo cảm giác không sợ nguy hiểm, cương nghị, dũng cảm tiến tới, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là kỹ năng của lục lão đệ cao hơn một bậc. Còn chưa vẽ xong, nguyên ngữ đại sư đã không nhịn được cảm khái một tiếng. Tuy rằng hắn cũng am hiểu vẽ tranh, tiếng tăm cũng rất vang dội, Thế nhưng so với Lục Trầm vẫn chênh lệch một đoạn dài. Sơn Lâm điều tước đồ không kém, ý cảnh cũng không sai, thế nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, so với ý cảnh trong bức họa này của Lục Trầm vẫn còn kém hơn không ít. Hắn chỉ là miêu tả sự yên tĩnh và huyên náo của núi rừng ra, mà đối phương lại thể hiện sự tranh đấu của nội tâm, trình độ cao hơn hắn không chỉ một bậc. Thế nào, có thể nhìn ra cái gì không? Cảm khái xong, Nguyên Ngữ đại sư cười khanh khách nhìn về phía hai người Bạch Tốn hoàng ngữ. Bộ giang lưu đồ này của lục đại sư bộ ta có thể nhìn ra đại sư đã dùng 3 loại phương pháp vẽ tranh, 12 loại bút pháp. Dường như còn có cái bóng của thư họa đại sư Trần Kiều nổi danh 80 năm trước. Hoàng ngữ suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Kiều, nữ thư họa đại sư nổi danh trong thiên huyền vương quốc, tên tuổi nổi như cồn, hạ bút tinh tế, am hiểu núi và nước. Đặc biệt là vẽ nước, có thể nói là nhất tuyệt, được khen là đệ nhất nhân trong 300 năm qua của Thiên Huyền Vương quốc. Ta cũng nhìn ra. Bạch Tốn vội vã nói tiếp. "Được, xem như cũng có chút ánh mắt." Nguyên Ngữ đại sư cười rồi gật đầu. Ba loại phương pháp vẽ tranh, 12 loại bút pháp. Trương Huyền ở bên cạnh không khỏi im lặng. Dưới cái nhìn của hắn, vị Lục Trầm đại sư này đang nắm bút lông vẽ linh tinh, căn bản không nhìn ra được cái gì đặc thù cả tuy rằng thông qua thư tịch màu vàng chuyển hóa tất cả thư tịch từ khi sống lại tới nay thành tri thức của bản thân. Thế nhưng hầu như đều là thư tịch liên quan tới công pháp, võ kỹ và luyện đan. Thư tịch liên quan tới thư họa, trên cơ bản hắn chưa từng xem, gần như một chữ cũng không biết. Ha ha, Nguyên Huynh khiêm tốn rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Trầm Đại Sư cũng đã vẽ xong bộ giang lưu đồ này. Hắn nở nụ cười, nói một tiếng rồi đi tới mấy ngày trước đây ta đi du lịch trên bôn mã giang tích lũy tâm tình rất lâu biểu lộ cảm xúc cho nên mới có thể kỹ cao hơn một bậc nguyên huynh cả ngày chỉ bệnh cứu người không nhàn nhãn như ta nếu huynh giống như ta tâm cảnh thoải mái say mê thư họa chỉ sợ ta sẽ theo không kịp huynh a vẽ tranh coi trọng thiên phú ta cảm thấy thiên phú không bằng ngươi cho nên mới đi theo con đường y giả nguyên ngữ đại sư khẽ lắc đầu được rồi hai lão già chúng ta không nên thổi phồng lẫn nhau nữa a à. Nếu nói người chân chính có thiên phú, còn phải nói tới trương huyền tiểu huynh đệ nha. Chưa tới 20 đã nắm giữ kiến thức hỏa đạo cao thâm như vậy, chắc hẳn ở trên phương diện vẽ tranh cũng không yếu hơn so với hai lão già chúng ta. Lục trầm đại sư cười cười, khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía trương huyền rồi làm thủ thế mời, nói. Hiện giờ hai chúng ta đều đã vẽ xong, trương huyền tiểu huynh đệ tới phiên ngươi. Xoạt xoạt, hắn vừa mới dứt lời thì ánh mắt của mọi người đã đồng loạt nhìn về bên này nguyên ngữ đại sư cũng gật gù trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ chuyện về trương huyền hắn đã nghe lục trầm nói mặc dù đối với người sau mà nói không có chút nghi ngờ nào thế nhưng khi nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được thư họa nhất đạo không giống như là võ công không phải thiên phú cao là được còn cần cảm mộ đối với nhân sinh Nắm giữ rất nhiều đối với sinh mạng thì mới có thể lĩnh ngộ được càng nhiều thứ Coi như là hắn cũng phải trị liệu cho vô số bệnh nhân Có cảm ngộ mới thì lúc này mới khiến cho thư hỏa tăng nhanh như gió Đạt đến trình độ như hiện tại Tên Trương Huyền này còn chưa tới 20 Coi như trời sinh thích hợp với thư hỏa Nhiều nhất cũng chỉ có cơ sở vững chắc Đạt đến cảnh giới lục thực Muốn đạt đến linh động, ý tồn E rằng còn cần rất nhiều để mài rũa A Đương nhiên, lời này hắn vẫn chưa nói ra như vậy trung quy vẫn không quá lễ phép. Giờ khắc này, nghe thấy lục trầm đại sư nói mời đối phương vẽ tranh, hắn không nhịn được muốn nhìn một chút. Để xem rốt cuộc tên này có thể đạt đến trình độ gì. Ngay cả trong mắt bạch tốn, hoàng ngữ cũng mang theo vẻ hưng phấn. Lần trước Trương Huyền thể hiện thần uy, nhìn ra sai lầm, thiếu sót trong bức tranh, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng vô cùng. Khiến cho người ta kính phục không ngớt, bọn họ cũng rất muốn biết, Vị trương lão sư không lớn hơn bọn họ bao nhiêu này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới cỡ nào mới có thể làm cho lục đại sư tâm phục khẩu phục như vậy? Ta nhìn thấy ánh mắt tha thiết của mọi người, đầu trương huyền như phình to ra. Vốn hắn tưởng rằng đối phương chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, ai ngờ lại muốn bản thân hắn vẽ vời a? À? Cái gì hắn cũng không biết làm sao vẽ tranh được chứ? Cũng không thể vẽ ra gà con, lại thêm một cái vòng sáng, sau đó gọi nó là chim thần phượng hoàng nha. Nếu thực sự là như vậy, sợ rằng hôm nay hắn cũng không cần phải đi nữa, nhất định sẽ bị đánh cho chết tươi. Cái này, cái này, ta có thể xem thư tịch một lúc rồi lại vẽ được không? Gãi đầu một cái, cố nén sự lúng túng, Trương Huyền nói. "Chú thích." Kinh hồng mềm mại. Sơn lâm điều tước đồ, chim tước trong rừng núi. Chương 175, tên lừa đảo. 1. Đọc sách. Lục Trầm, nguyên ngữ liếc mắt nhìn nhau cảm thấy rất là kỳ quái chúng ta bảo ngươi vẽ tranh vẽ cái gì cũng được chỉ cần thể hiện thực lực chân chính là được rồi đọc sách có quan hệ gì tới vẽ tranh sao bạch tốn và hoàng ngữ ở bên cạnh chuẩn bị thấy trương huyền đại triển thần uy cũng có chút ngây ngốc khi cần vẽ mới muốn đọc sách ôm chân phật cũng có chút muộn màng a quan trọng nhất là đại ca dùng trình độ loại này của ngươi đọc sách có tác dụng không đúng vậy thấy ánh mắt của mọi người quái dị, Trương Huyền cố nén sự lúng túng, nói. Hắn thực sự không có cách nào khác a à. Vẽ vời. Hắn cũng muốn là cao thủ, một lần đã có thể vẽ ra cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư, đại triển thần uy, oai phong lẫm liệt. Thế nhưng thực sự là hắn, ngay cả bút lông cũng không nắm được, dùng bút vẽ như thế nào hắn cũng không biết. Vẽ thế nào đây? Thiên đạo thư viện có thể nhìn ra tất cả thiếu sót, có thể phục chế tất cả thư tịch để bản thân căn cứ sử dụng. Thế nhưng không thể trong nháy mắt đã có thể làm cho hắn biến thành thư họa đại sư chân chính được, trừ phi. Nhìn thấy đủ nhiều phương pháp vẽ tranh, hình thành bí tịch thiên đạo đặc thù. Thư viện tập hợp ra phương pháp chính xác rồi hình thành thư tịch, đã tới mức độ tu luyện làm ít công nhiều, vô cùng đơn giản. Nếu như có thể, có lẽ hắn thật sự có thể trong thời gian ngắn biến thành cao thủ thư họa chân chính. Người muốn xem thư tịch loại hình gì? chẳng lẽ tiểu hữu ở phương diện thư hỏa đã đạt đến bình cảnh rồi sao? Nửa ngày sau, Lục Trầm Đại Sư không nhịn được hỏi một câu. Thư họa giống như võ học, cũng sẽ xuất hiện bình cảnh, rất nhiều người học tập mấy năm là có thể đạt đến cảnh giới thứ ba, cũng có rất nhiều người cả một đời, cảnh giới thứ nhất cũng không đến được. Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, trần chờ nửa ngày mới cảm thấy có lẽ vị trước mắt này đã đạt đến bình cảnh, muốn tìm kiếm đột phá. Nếu không phải vậy, muốn hắn vẽ hắn lại muốn đi xem thư tịch cơ chứ. Hai chuyện này không liên quan tới nhau, tám cái gậy tre cũng không kéo tới được nha. Cũng không phải là là ta, tâm cảnh khó có thể tự do chuyển đổi, mỗi lần trước khi vẽ tranh đều cần xem một lượng lớn thư tịch để giảm tải. Như vậy mới có thể làm ra tác phẩm hội họa có chất lượng càng cao hơn. Im lặng một hồi, Trương Huyền mới nghĩ ra một lý do. Cũng không thể nói với bọn họ Hắn lớn như vậy rồi mà ngay cả nắm bút vẽ thế nào hắn cũng không biết, muốn xem thư tịch, là muốn đi học một lần. Nếu như thực sự nói ra như vậy, có lẽ sẽ bị đối phương xem bị bệnh mà đánh chết tại chỗ. Thư họa so với võ học càng khó khăn hơn, muốn đạt đến loại trình độ như Lục Trầm, nguyên ngữ này không có mấy chục năm nỗ lực, vẽ hỏng vô số bức tranh, dùng hết bao nhiêu cái bút lông thì không thể thành công. Cái gì cũng không hiểu mà muốn nhìn ghi chép rồi học đây không phải đang nằm mơ hay sao? Coi như người muốn nói dối thì cũng phải lấy lý do đáng tin một chút chứ. Một bộ tác phẩm tốt có liên quan tới tâm cảnh, vận may, kỳ ngộ. Người còn trẻ như vậy, không điều chỉnh được tâm cảnh tốt, quả thực khó có thể vẽ ra được tác phẩm lợi hại. Nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh gật đầu tán thành. Lục trầm đại sư cũng không phản đối. Thư họa thuộc về nghệ thuật, không phải là nắm đấm mà có thể phát huy ra khí lực lớn bao nhiêu, coi như trạng thái không tốt thì cũng biết đánh được 8, 9 không rời phần 10 khí lực. Thư họa, nếu không tìm được trạng thái, cho dù vẽ có tốt thì cũng chỉ là có hình mà không có thần, không tính là chân phẩm. Đây là thói quen của ta, cái gì? Vốn còn đang định tiếp tục giải thích, không nghĩ tới hai vị đại sư lại không phản bác, Trương Huyền có chút sững sờ. Chỉ là, hắn lập tức bừng tỉnh. Nghệ thuật không phân thế giới. Năm đó Vương Hy Chi viết Lan Đình Tự, Uống say mềm mới múa bút mà thành, đợi tới khi hắn tỉnh rượu, muốn viết lại, lại phát hiện ra trước sau không có cách nào vượt qua được, đây chính là trạng thái. Cũng giống như Nguyên Ngữ đại sư trước mắt vậy, tác phẩm hội họa lợi hại nhất chính là bộ Giang Điểu đồ kia, coi như hiện tại đưa cho hắn giấy bút, để hắn vẽ lại thì nhất định cũng không vẽ ra được nữa. Bất kể người nào đều có tác phẩm đỉnh cao, liên quan đến rất nhiều mặt. Hắn nói trạng thái hiện tại không tốt, muốn xem thư tịch để điều chỉnh. Hợp tình hợp lý. Lục Trầm, không phải trong thư phòng của ngươi có không ít bí tịch và bản đơn lẻ phương diện thư họa hay sao? Cứ để Trương Huyền tiểu hữu vào xem một chút, chúng ta ở chỗ này chờ hắn điều chỉnh tốt, sau đó để hắn thể hiện bản lĩnh vẽ tranh cho chúng ta xem." Nguyên Ngữ đại sư nói. "Thư phòng của ta?" Khóe miệng Lục Trầm nhếch lên. Lần trước tên này đột phá đã khiến cho thư phòng bừa bộn khắp nơi, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi a. À thế nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đối phương đã đạt đến trình độ gì vì vậy ao không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói được rồi a thành mang trương tiểu hữu qua đó đi vậy thì đa tạ đại sư thấy đã lừa gạt được trương huyền thở phào nhẹ nhõm đi theo phía sau quản gia thành bá lần nữa đi tới thư phòng lần trước hắn tới đây là tìm bí tịch võ giả lục trọng ích huyệt cảnh lần này là đọc sách học vẽ Chuyện này khiến cho chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ tới. Trương Huyền đi vào trong thư phòng, bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút quái lạ. Đọc sách điều chỉnh tâm cảnh, Lục đại sư, sao trước đây ta chưa từng nghe nói tới tiền lệ như vậy chứ? Hoàng ngữ không nhịn được nói một câu. Nàng là danh sư học đồ, kiến thức rộng rãi, nói thật, lớn đến như vậy rồi mà nàng chưa từng gặp tình huống quái dị như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 176, tên lừa đảo. 2. Điều tiết tâm cảnh tùy theo từng người, chuyện này rất khó nói. Lục trầm không trả lời, nguyên ngữ đại sư trầm tư một chút rồi mở miệng nói. Kỳ thực, việc này có quan hệ với thói quen, trước đây có một vị cường giả, trước khi thành danh là một người bán củi. Ta biết, người đại sư nói có phải là lộc xài lão nhân hay không? Bạch Tốn nói, lộc xài lão nhân vốn tên là Lộc Xuyên, bởi vì trước khi thành danh dựa vào bán củi mà sống cho nên được người đời gọi là Lộc Sài. Thực lực đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc khó gặp đối thủ, nổi danh như cồn. Từ một người bình thường bán củi ở tầng thấp nhất đi đến vị trí đại cao thủ danh chấn vương quốc, Lộc Sài lão nhân luôn luôn dốc lòng khích lệ người trẻ tuổi, không ít người đều biết tới sự tích của hắn. Không sai, chính là Lộc Sài lão nhân, các người biết con đường thành danh của hắn gian nan, tu luyện khắc khổ. Thế nhưng các ngươi lại không biết, trước khi hắn chiến đấu cùng người ta cũng phải điều chỉnh tâm cảnh. Mà phương pháp điều chỉnh, chính là bổ củi, thường thường sẽ nhốt mình ở trong phòng, bổ củi một ngày. Như vậy mới có thể làm cho tâm cảnh, trạng thái hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Nguyên huynh vừa nói như vậy ta cũng mới nghĩ tới một vị cao thủ nổi danh trăm năm trước, gọi là nhất kiếm Bình Giang, độc hành kiếm khách Ngô Giang Bình. Nghe nói trước khi thành danh hắn là một thợ đan che nứa, trước mỗi trận chiến đấu hắn đều phải thông qua đan sọt để điều chỉnh tâm cảnh lúc này mới làm cho thực lực thông huyền khiến cho người người kính sợ lục trầm đại sư nói đúng vậy loại ví dụ này có rất nhiều trương huyền tiểu hữu này cần đọc sách để điều chỉnh tâm cảnh cũng không kỳ quái chỉ là nguyên ngữ nói đến đây lại ngừng lại nguyên huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại lục trầm cười cười nhìn về phía hắn vừa nãy khi ngươi vẽ tranh ta từng nhìn hắn một chút cũng cố ý đưa ra câu hỏi với hai người hoàng ngữ bạch tốn ta phát giác ra hắn như kẻ hồ đồ dường như hoàn toàn không biết gì đối với thư họa thậm chí cái gì cũng không nhìn ra ha nhớ tới chuyện vừa rồi nguyên ngữ lắc đầu một cái nói lục lão đệ trước đó lão đệ nói hắn có thể nhìn ra hạ thu đồ và xích hùng khiếu thiên của ngươi đáng lý không nên vẻ mặt đó ha nguyên ngữ đại sư là y sư am hiểu quan sát tỉ mỉ Trương Huyền thấy Lục Trầm Đại Sư vẽ tranh mà vẻ mặt khiếp sợ, không có che giấu, cho nên mới bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Không hiểu, chuyện này không thể nào nha. Lục Trầm Đại Sư không có sức quan sát như hắn, cho nên không dám tin tưởng. Vị Trương Huyền này vừa tiến vào đình viện của hắn đã nhìn ra bố trí của hắn, khác nào thư họa, sau đó lại xé hạ thu đồ ra, nhìn ra nội dung ẩn giấu ở trong đó, càng vạch ra sai lầm bên trong xích hùng khiếu thiên đồ. Loại ánh mắt này, so với hắn còn mạnh hơn, làm sao có khả năng không có chút hiểu rõ nào đối với thư hỏa cơ chứ? Ta chỉ có cảm giác như vậy, cũng có thể là do ta nhìn nhầm. Nguyên Ngữ đại sư lắc đầu. Đối với Trương Huyền, hắn cũng rất là tò mò. Trước khi gặp, Lục Trầm đại sư nói người này dưới đất không thấy, trên trời ít có, khiến cho hắn nổi lên tâm tư hiếu kỳ. Sau khi chân chính nhìn thấy, nói thật, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Đại sư thư hỏa đều có khí chất đặc biệt trên người tên này hắn lại không mảy may phát hiện ra được. Khi nói tới vẽ tranh lại tràn ngập do dự, ngập ngừng ấp úng, khiến cho người ta không nhịn được hoài nghi, nếu không phải vì vướng bởi mặt mũi của lão hiếu, sợ rằng hắn đã trực tiếp mở miệng dò hỏi rồi. Nếu như đối phương thật sự lĩnh ngộ năng lực thư họa không kém gì bản thân hai người thì tuyệt sẽ không như vậy. Lẽ nào, hắn ta cái gì cũng không biết, kỳ thực là giả vờ sao. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, lông mày nguyên ngữ đại sư nhíu lại, nếu suy luận như vậy mà nói, không ít chuyện lại có thể thành lập mối liên hệ với nhau. Chính bởi vì cái gì cũng không biết cho nên khi bảo hắn vẽ tranh, hắn mới ra sức khước từ, nói dối muốn xem thư tịch. Đối với tác phẩm hội họa một chữ cũng không biết thì vẻ mặt không hiểu khi nhìn thấy lục trầm vẽ tranh, thậm chí ngay cả hai người hoàng nữ, bạch tốn cũng không bằng. Cũng đúng, không tới 20 tuổi, coi như hiểu rõ rất nhiều đối với thư họa thì có thể đạt đến trình độ gì cơ chứ. Có lẽ là trước đó điều tra tác phẩm hội họa của Lão Hiếu, cố ý nói ra, ra vẻ cái gì cũng biết, thế nhưng trên thực tế lại là một tên lừa gạt. Nếu thực sự là như vậy, hắn phải nhắc nhở vị Lão Hiếu này cẩn thận, một lúc nữa phải nhắc nhở hắn một câu mới được. Nguyên huynh, không phải buổi chiều ngươi muốn bái phỏng người nào hay sao? Chờ như vậy sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi chứ? Lúc hắn đang nghĩ không biết nên mở miệng như thế nào thì đã nghe thấy thanh âm của lục trầm đại sư vang lên. Ồ, Nghe nói trong vương thành có một vị danh sư tên là Dương Huyền tới, đã giải quyết được vấn đề trên người của thê tử Lăng Thiên Vũ và Đỗ Mạc Hiên, thủ đoạn không tầm thường, vì vậy ta định đi qua đó xem một chút." Nguyên Ngữ đại sư gật gật đầu. "Thê tử Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên đều là bệnh nhân của hắn, hắn luôn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề bên thân thể của đối phương, thế nhưng vẫn không có thành công. Không nghĩ tới vị danh sư tên là Dương Huyền này lại không mất bao lâu đã giải quyết tất cả." Hắn là đại sư y đạo, cũng muốn đi tới bái phỏng một lần, hy vọng có thể được chỉ điểm, khiến cho mình đi càng xa hơn ở trên con đường y đạo. Danh sư? Lục Trầm đại sư không thể tin được. Hắn ít giao du với bên ngoài, ở bên ngoài Dương Huyền danh chấn vương thành, thế nhưng hắn cũng không hiểu rõ chuyện này. Đúng vậy, không bằng buổi chiều chúng ta cùng đi bái phỏng đi. Ta biết ở phương diện thư họa, ngươi luôn muốn đột phá đến cảnh giới thứ tư, thế nhưng vẫn chưa thành công. Có lẽ sau khi được danh sư chỉ điểm có thể một lần hành động đột phá cảnh giới." Nguyên ngữ đại sư cười nói, "Được, cứ quyết định như thế đi, sau khi sát hạch bọn họ xong chúng ta sẽ đi." Lục Trầm đại sư hưng phấn, vội vàng gật đầu. Trương Huyền đi tới phủ đệ của Lục Trầm đại sư sát hạch mấy người hoàng ngữ, trong lớp của hắn lại có một thiếu niên lưng cõng trường thương, là bạn chơi và bạn tốt khi còn bé của Trịnh Dương, Mạc Hiểu. Hai người cùng bái Vương Siêu làm sư phụ. Kết quả Mạc Hiểu thành công, Trịnh Dương thành học sinh của Trương Huyền. Mấy ngày nay ta mới vừa học được một bộ thương pháp, cho nên đặc biệt tới đây muốn luận bàn với người một chút. Trường thương sau lưng Mạc Hiểu run lên, cả người giống như dung hợp vào làm một thể với trường thương, tỏa ra khí tức ác liệt khiến cho mặt mày người ta phát lạnh. Được, Trịnh Dương cũng dựng thẳng trường thương lên, ngạo nghễ đứng thẳng, sừng sững không sợ hãi. Trường 177, Huynh Đệ Giao Đấu 1 những người khác trong lớp nghe thấy hai người luận võ, tất cả đều đứng ở một bên góc tường. Nhìn thấy khí thức sinh ra trên người của hai người, sắc mặt triệu nhã trở nên nghiêm túc. Trước đó thực lực của trịnh dương kém xa nàng, sau khi học tập thương pháp của trương lão sư, khí thế càng ngày càng mạnh, nếu như thực sự đánh nhau, nàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nữa. Người nói xem trong hai người bọn họ ai có thể chiến thắng đây. Lưu Dương hỏi, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lĩnh ngộ và thiên phú của Mạc Hiểu đối với thương pháp đều mạnh hơn Trịnh Dương. Nghe nói hai người đã giao thủ vô số lần, luôn là người sau bị thua, ta sợ lần này Trịnh Dương cũng khó mà vượt qua được. Triệu Nhã trần chờ một chút rồi nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Mạc Hiểu vẫn cực kỳ đáng sợ. Ngay cả chính bản thân Trịnh Dương cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của người bản thân này có khả năng chính là bởi vì đã biết chuyện này cho nên lục tầm mới cố ý từ trong tay vương siêu lão sư hắn đào được bản thân về làm môn hạ, dùng để đối chiến, không thể không nói, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Ta nghe nói vì ứng phó với lần sư giả bình chắc này mà vương siêu lão sư còn đem thương pháp gia của mình truyền thụ cho mặc hiểu vài chiêu. Tu vi của viên đào không tốt, thế nhưng tin tức lại không kém, hắn trần chờ một chút rồi nói. Thương pháp gia truyền, người nói vương gia thương, Triệu nhã khó mà tin nổi nói một tiếng. Vương gia thương rất nổi danh hay sao? Thấy dáng vẻ này của nàng, Lưu Dương nhìn sang rồi hỏi. Trong thiên huyền Vương Thành có hai vương gia nổi danh, một chính là vương gia chúng ta, một trong tứ đại gia tộc. Một cái khác chính là gia tộc của đại sư thương Pháp Vương Sùng. Lần này không phải là triệu nhã trả lời, mà là vương dĩnh. Làm con cháu của vương gia trong tứ đại gia tộc, một vương gia khác có tiếng tăm gần như bằng bọn họ, cho nên đương nhiên nàng biết rất rõ ràng. Vương Sùng Không sai, Vương Sùng được gọi là đệ nhất nhân thương pháp trong thiên huyền Vương Thành này, ngay cả thẩm truy bệ hạ cũng khen không dứt miệng. Hắn một mình sáng lập ra Vương Gia Thương, là thứ nhất tuyệt, là tuyệt chiêu mà vô số võ giả học tập thương pháp ước mơ tha thiết. Vương Dĩnh mang theo vẻ sùng bái nói. Lợi hại như vậy sao? Lưu Dương líu lưỡi, hắn không nhịn được nói vậy vị vương sùng này có quan hệ gì với vương siêu lão sư vương siêu là nhi tử độc nhất của vị đại sư thương pháp này chính vì như thế mới có thể làm cho vô số người tu luyện thương pháp tranh nhau chen lấn bái vào làm môn hạ vương dĩnh nói thì ra là như vậy khi lần nữa nhìn về phía giữa sân trên mặt lưu dương hiện lên vẻ lo âu nói như vậy chẳng phải trịnh dương sẽ rất nguy hiểm hay sao đúng vậy vương gia thương rất lợi hại vốn thuộc về bí mật bất truyền, không nghĩ tới vương siêu lão sư lại phá vỡ quy củ, truyền cho hắn mấy chiêu, quả thực là hào phóng. Xem ra vì lần sư giả bình chắc này mà người này đã bỏ ra vốn gốc thực sự rồi. Triệu nhã Hừ lạnh, vương gia thương thuộc về thương pháp gia truyền, chỉ truyền cho nam không truyền nữ, chưa bao giờ truyền cho người ngoài. Theo viên đào nói, không ngờ vương siêu lão sư lại truyền cho mạc hiểu mấy chiêu, bởi vậy có thể thấy được đối phương coi trọng sư giả bình chắc như thế nào vốn trước đó trịnh dương đã không đánh lại vị mạc hiểu này người sau lại còn vừa học tập được vương gia thương pháp làm sao hắn có thể là đối thủ được cơ chứ trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn ngập lo lắng giữa sân vương lão sư truyền thụ ta ba chiêu trong vương gia thương lần lượt là thức thứ ba thức thứ bảy và thức thứ mười tám người phải cẩn thận mũi thương xoay tròn một cái chỉ thẳng về phía trước mạc hiểu lại nói thức thứ ba hàn mang xạ khởi thức thứ bảy, tịch dương dư huy, thức thứ 18, quy điều nhập lâm. Được, vẻ mặt trịnh dương rất là nghiêm túc. Vương gia thương có tiếng tăm rất lớn, chỉ cần là người học thương trên cơ bản đều có nghiên cứu. Thế nhưng, chỉ biết có thể biết tên và chiêu số, không biết tâm pháp tu luyện, chỉ biết hình dạng của nó, lại không biết ý nghĩa mà thôi. Như vậy ta sẽ bắt đầu, thức thứ ba, hàn mang xạ khởi. Thở dài một tiếng, trường thương trong tay mặc hiểu run rẩy đâm thẳng ra ngoài. Thương còn chưa tới, kinh khí đã từ thương lan tràn tới, hàn mang hiện lên, đoạt mệnh truy hồn, khiến cho toàn thân người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chiều này đã tập trung tinh khí thần toàn thân lên trên thương mang, lực thẩm thấu cán thương, sợ rằng cho dù là có mấy tấm thép trước mặt cũng không ngăn cản được. Mạc Hiểu không hổ là thiên tài thương pháp, phương gia thương khó có thể luyện thành như vậy mà hắn cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đến hay lắm nhìn thấy thương pháp của đối phương lợi hại như vậy còn người trịnh dương co rụt lại cũng đánh ra một thương ninh đón thương pháp thật là lợi hại nhìn thấy kinh khí của mạc hiểu bắn ra bốn phía trường thương chẳng khác nào sấm sét sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng triệu nhã nếu như mạc hiểu học được thương pháp lợi hại như thế vì sao không chờ tới lúc tỷ thí lại luận bàn cùng trịnh dương mà lại muốn chạy tới vào lúc này cơ chứ vương dĩnh có chút không hiểu hỏi học được chiêu số lợi hại như thế chắc chắn phải lặng lẽ luyện tập khi tỷ thí thi triển ra mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người khiến cho trịnh dương không ứng phó kịp hiện tại lại chạy tới tỷ thí trịnh dương đã sớm biết có đề phòng tới lần thứ hai luận võ e rằng sẽ không thuận lợi như vậy là tình nghĩa huynh đệ triệu nhã cũng không hiểu rõ được thế nhưng lưu dương ở bên cạnh lại mở miệng tình nghĩa huynh đệ đúng vậy mạc hiểu và trịnh dương từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên bảo hắn tỉ thí cùng với đối phương, nhất định trong lòng hắn có chút kháng cự. Bởi vậy mới đến tìm bạn tốt, nói là tỉ thí, trên thực tế là muốn nói cho bạn tốt biết hắn đã học tập được cái gì, để đối phương có đề phòng. Người không thấy trước khi tỉ thí hắn trước đã nói ra mình học được chiêu số gì sao? Bình thường luận võ, nào có người nào nói qua một lần về những chiêu số mà mình sẽ thi triển cơ chứ? Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu được tình nghĩa huynh đệ, tuy rằng mặc hiểu làm rất kín đáo, triệu nhã, Vương Dĩnh không thể nào hiểu được, thế nhưng làm sao có khả năng giấu giếm được Lưu Dương chứ? Thì ra là như vậy. chương 178, Huynh Đệ Giao Đấu 2 Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, lại lần nữa nhìn lại. Ken Ken Trong lúc mấy người nói chuyện, không ngờ ở giữa sân đã giao thủ nhiều lần, tiếng thương giòn dã vang lên, kinh khí lan tràn ra bốn phía, quả nhiên Trịnh Dương có chút luống cuống tay chân, không chống đỡ được mà phải liên tiếp lui về phía sau thương pháp tốt, trong lúc người học tập ta cũng không nhàn rỗi. Mặc hiểu, hiện giờ ta sẽ cho ngươi xem thương pháp mà trương lão sư dạy ta một chút. Tuy rằng đang ở thế hạ phong, thế nhưng trịnh dương cũng không căng thẳng, trái lại hắn còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa nãy hắn còn chưa thi triển thương pháp mà trương huyền dạy hắn, chỉ dùng lý giải và cơ sở của bản thân đối với thương pháp, đương nhiên không có cách nào ngăn cản được phương gia thương của đối phương. Âm âm. Vừa mới dứt lời thì trường thương xoay một cái, giống như rồng tung bay, như nước chảy xiết trên sông, tuy rằng chỉ là một chiêu rất phổ thông, thế nhưng Mạc Hiểu lại cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè xuống, có cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến cho hắn không thở nổi. Phanh. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Mạc Hiểu đã cảm thấy ngực khó chịu, vương gia thương mà hắn thi triển trong nháy mắt đã bị phá nát, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, trượt trên sát mặt đất 7, 8 mét mới ngừng lại được. Cái gì? hiển nhiên Trịnh Dương cũng không nghĩ tới chiêu này lại có được uy lực như vậy cho nên cũng sợ hết hồn. Từ khi học được chiêu này hắn vẫn thường tu luyện, dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới nó lại lợi hại như vậy. Lúc trước đánh bại Chu Thiên Lão Sư, hắn vẫn cho rằng nguyên nhân là vì đạo chân khí kia của Trương Lão Sư. Bây giờ hắn mới biết, chỉ cần dưới hoặc là cùng cấp bậc, coi như không có đạo chân khí kia thì chiêu thương pháp này cũng là tồn tại vô địch tuyệt đối. Mặc hiểu, từ nhỏ tới lớn đều giao thủ với hắn, bất kể là thương pháp hay là thực lực đều còn xa không phải là đối thủ của đối phương hiện tại đối phương còn học tập vương gia thương vốn hắn có thể chính diện đối chiến đã là tốt lắm rồi thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới một chiêu đã khiến cho đối phương bay ngược ra ngoài nếu không phải hắn kịp thời thu hồi lực lượng thì sợ rằng đối phương đã bị thương ngươi không sao chứ hắn đi tới trước mặt sau đó nâng bằng hữu mình dậy ngươi đây là chiêu số gì giấy dụa rồi đứng dậy hai mắt mạc hiểu trợn tròn vẻ mặt không thể tin được thứ hắn dùng chính là vương gia thương được gọi là đệ nhất thương pháp ở thiên huyền vương quốc kết quả ở trước mặt thương pháp của đối phương lại giống như trò trẻ con nực cười một đòn đã bị bại trận nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối không thể tin được đây là thương pháp mà trương lão sư đã truyền thụ cho ta trịnh dương dùng giọng tràn ngập kiêu ngạo nói lúc trước thứ hắn mơ ước lớn nhất chính là tham dự vào lớp học của vương siêu hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy vương gia thương học được một hai hiện tại hắn mới rõ nhờ có việc lúc trước vương lão sư không muốn thu nhận hắn bằng không tại sao hắn lại có thể có được kỳ ngộ như vậy trở thành học sinh của trương lão sư do trương lão sư truyền thụ cái này thương pháp lợi hại như thế mà hắn cũng truyền cho ngươi mạc hiểu vẫn khó có thể tin tưởng được Vương gia thương được vương siêu lão sư coi là chân bảo, nếu không phải do lục tầm lão sư yêu cầu, đồng thời còn muốn tiến hành sư giả bình chắc. Như vậy nhất định lão sư sẽ không truyền thụ cho hắn ba chiêu này. Chiêu này so với vương gia thương còn cao minh hơn không chỉ gấp đôi, mà hắn lại truyền thụ cho trịnh dương một cách đơn giản, thật hay giả vậy chứ. Trương lão sư truyền thụ chưa bao giờ giấu làm của riêng, là một vị sư giả chân chính. Trịnh dương dùng giọng kiên định nói. Chuyện này, thấy bằng hữu mình nói ra lời nói xuất phát từ nội tâm, là do thành thật thực lòng sùng bái đối với vị trương lão sư này. Vì vậy Mạc Hiểu mới khẽ nở nụ cười. Vốn hắn tưởng rằng việc không bái vào làm môn hạ của Vương Siêu, người làm bằng hữu như hắn cảm thấy đáng tiếc cho đối phương. Không nghĩ tới đối phương lại bái được một vị lão sư càng tốt hơn, được học thương pháp càng cao thâm hơn. Chiêu này vừa ra thì hắn đã biết, đừng nói chỉ là học được ba chiêu vương gia thương, coi như học được tất cả thì cũng còn xa không phải là đối thủ của bằng hữu mình thương pháp này lợi hại như vậy ta thua tâm phục khẩu phục người có thể nói tên nó cho ta hay không một lát sau mạc hiểu không nhịn được nói một câu thua dưới tay thương pháp nào hắn cũng phải biết tên mới được tên sao trịnh dương gãi đầu một cái vẻ mặt lúng túng ta cũng không biết nó tên gọi là gì là trương lão sư mới vừa sáng tạo ra còn chưa kịp để tên Sáng tạo ra, chưa kịp đề tên, mặc hiểu lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi tại chỗ. Có thể sáng chế ra thương pháp, người nào mà không phải là thương đạo đại sư chân chính, là người từng trải có vô số kinh nghiệm, thương pháp thông thường, trước khi chưa thành hình thì đã có tên, còn có chuyện như vậy sao? đã truyền thụ cho học sinh mà ngay cả một cái tên còn chưa nghĩ ra. Hơn nữa, bộ thương pháp này so với vương gia thương còn lợi hại hơn cho dù xưng là đệ nhất thương pháp của thiên huyền vương quốc cũng không quá đáng. Không đặt tên, không phải ngươi lừa gạt ta cho qua chuyện đó chứ. Nếu không như vậy đi, ngươi nghĩ một chút giúp ta, xem lấy cái tên gì mới tốt. Trong lúc đang khiếp sợ thì hắn lại nghe thanh âm Ugra bằng hữu mình tiếp tục vang lên. Ngươi, nghe thấy hắn nói như thế, mặc hiểu sầm mặt lại, không nhịn được nói một câu. Trịnh Dương, nói cẩn thận, mỗi một người tu luyện sáng chế ra võ kỹ đều là tác phẩm tâm huyết, quyết định tên tuổi thế nào cũng có thể lưu truyền thiên cổ, nếu chiêu này là do trương lão sư sáng chế, nhất định phải để hắn đặt tên, nếu do ngươi lấy tên. Còn ra thể thống gì nữa? Vạn nhất hắn biết được chẳng phải hắn sẽ nổi giận, nói người đang làm nhục tâm huyết của hắn hay sao? Người học chiêu số của người khác mà còn muốn đặt tên cho chiêu số của người khác, người nói đùa gì thế? Cái gì? Thấy giọng nói nghiêm trọng của Bằng Hữu không giống như đang đùa giỡn, Trịnh Dương sững sờ. "Sỉ nhục tâm huyết." Trương lão sư sáng chế công pháp thường thường đều để cho đám người bọn họ tùy tiện đặt tên. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nói, "Không có chuyện gì, Trương lão sư đã nói rồi, bảo ta cứ tùy tiện đặt tên, thực không dám giấu giếm, công pháp mà mấy người chúng ta tu luyện đều là Trương lão sư sáng tạo ra, tên cũng đều do tự chúng ta nghĩ." "Cái gì?" sáng chế công pháp, phó kỹ để cho các người đặt tên sao. Thân thể mặc hiểu run rẩy một cái, suýt chút nữa đã ngất tại chỗ. Những lão sư khác, khi truyền thụ một võ kỹ, chỉ lo thứ của bản thân mình bị truyền ra ngoài, mà trương lão sư này thì lại tốt, chuyên môn sáng tạo công pháp, phó kỹ cho học sinh, lại còn để cho bọn họ đặt tên. Trương Huyền, suốt cuộc người này là một lão sư ra sao đây? Trương 179, Tả Hữu Du Long 1 Ao ao ao. Trương Huyền ngừng lại. Tuy thư tịch mà Lục Trầm đại sư siêu tập rất nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi tốc độ đọc sách của hắn, khoảng một canh giờ, rốt cục hắn đã đọc hết tất cả, trong đầu cũng đã hình thành mấy vạn bản thư tịch giống bên ngoài như đúc. Thư họa tâm đắc sơ cấp, bách khoa toàn thư kỹ xảo thư họa, làm thế nào để tiến vào cảnh giới thứ hai của thư họa, bản đơn lẻ của Tịch Dương Tàn Chiếu. Không hổ là đại sư, toàn bộ thư tịch liên quan tới thư họa trong thiên huyền vương quốc hầu như đều được hắn siêu tầm gộp lại tất cả có mấy vạn bản trong đó cái gọi là đơn lẻ duy nhất vốn có mấy trăm quyển trên thị trường khó có thể tìm ra được nếu để hắn tìm kiếm coi như là thư họa đại sư e rằng cũng không làm được cũng may thẩm truy bệ hạ vì báo đáp ân khai sáng mới phái người siêu tập từng quyển từng quyển rồi đưa tới cho hắn có những thư tịch này có lẽ đã đủ rồi a à. phục chế thư tịch xong Trương Huyền ngừng lại, tinh thần khẽ động, trong đầu khẽ hô một tiếng. Chính xác, ao ao. Vô số câu nói chính xác trong các thư tịch đều bị trích ra, một lần nữa hình thành một quyển thư tịch mới. Mở thư tịch ra, Trương Huyền nhìn qua. Thư họa, chia ra làm thư pháp và vẽ tranh, có thể hun đúc tình cảm, khiến cho tâm cảnh của người ta trở nên ôn hòa. Câu mở đầu là giải thích về thư họa, ngay sau đó là nên cầm bút như thế nào, viết như thế nào, trao chuốt thế nào. Bất kể là thứ gì cũng đều có kỹ xảo, thư hỏa cũng như thế. Tuy rằng cần nỗ lực sau này thì mới có thể hoàn thành được, nhưng nếu có một lão sư tốt thì sẽ có một con đường tốt, khi học tập sẽ nhanh hơn không ít. Bản này tập hợp kỹ xảo vẽ của mấy vạn quyển thư tịch, hình thành tác phẩm về thư tịch chính xác. Đây chính là một quyển thư tịch có thể đi tới đỉnh phong, tiền đồ tươi sáng, không hề có một chút đường vòng nào cả. Càng học tập, lý giải đối với thư hỏa của Trương Huyền càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sâu hơn. yên tĩnh đứng tại chỗ xem từng tờ thư tịch một. không biết qua bao lâu, trương huyền mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một đôi con người đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mình. a, à, trong lúc hắn đang kỳ quái thì chủ nhân của con người lại sợ hết hồn, miệng hô to một tiếng, lại vội vàng lùi về phía sau. lục trầm đại sư, lúc này trương huyền mới nhìn rõ dáng vẻ của người này, người này không phải là ai khác mà chính là lục đại sư. Giờ khắc này đại sư đang dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn qua, giống như trên người hắn có mãnh thú hồng hoang vậy. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Trương Huyền dùng vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Ta cũng không giết người, dáng vẻ này của ngươi là này có ý gì chứ? Ngươi, lần này không phải ngươi lại đột phá đó chứ? Lục đại sư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đột phá? Không có a. À. Trương Huyền sướng sờ nói. Vậy thì tốt thở phào nhẹ nhóm, trong lòng lục trầm đại sư vẫn còn sợ hãi, nói. Ta thấy ngươi lâu không ra cho nên muốn tới xem một chút. Vốn hắn còn tưởng rằng vị trương huyền tiểu hữu này đọc sách chỉ cần 10 phút là có thể đi ra rồi. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới vào đã gần hai canh giờ, hắn thực sự không đợi được cho nên mới đi tới. Vừa đi vào đã nhìn thấy hai mắt của đối phương nhắm chặt, đang đứng ở trước kệ sắc ngủ. Đột nhiên hắn nhớ tới, có vẻ như lần trước đối phương cũng như vậy, nhìn thư tịch một hồi, nhắm mắt đờ người ta, tiếp theo đó thư phòng của hắn đã trở nên rối loạn, bản thân hắn cũng bị chỉnh cho chết đi sống lại, sau đó sẽ không có sau đó. Lần này, không phải sẽ lại như vậy đó chứ? Đang băn khoăn, không biết nên cái làm gì thì đã thấy đối phương mở mắt ra, không sợ đến mức chạy ra khỏi thư phòng thì cũng coi như lá gan cũng không nhỏ rồi. Đột phá sao? Nào có dễ dàng như vậy? Thấy dáng vẻ cảnh giác của hắn, Trương Huyền lập tức hiểu ra, lại cười khổ lắc đầu. Không nghe lời này thì còn tốt, vừa nghe xong, Lục Trầm đại sư chỉ cảm thấy ngực mình khó chịu, khóe miệng giật giật. Không dễ như vậy sao? Lúc ngươi tấn cấp không phải dễ dàng như thế hay sao? Cũng bởi vì một lần đột phá quá lớn, không có cách nào thích ứng được lực lượng. Nếu không phải ta có chút thực lực, có khả năng lúc đó đã mất mạng rồi. Càng nghĩ càng phiền muộn quên đi, may là lần này ngươi không đột phá ở đây, nếu không. Ta thực sự phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục để ngươi tiến vào thư phòng của ta hay không. Sao rồi, đã điều chỉnh tâm cảnh xong chưa? Lục trầm di chuyển trọng tâm đi. Gần đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Trương Huyền gật đầu. Hai người trở về đại sảnh thì đã thấy mấy người hoàng ngữ, bạch tốn trông mong từ lâu. Đọc sách điều chỉnh trạng thái, một lần đã mất hai, ba canh giờ, ngẫm lại cũng cảm thấy mơ hồ thế nào rồi sắc mặt của nguyên ngữ đại sư cũng trở nên khó coi kế hoạch của hắn vốn là xế chiều đi viếng thăm danh sư dương huyền tên này thì tốt rồi một lần điều chỉnh tâm cảnh lại kéo dài tới mức mặt trời sắp lặn xuống lại thêm phán đoán trong lòng mình trước đó hắn không phất tay áo mà đi đã là tốt lắm rồi ưng ừ, có thể rồi thấy vẻ mặt của mọi người trương huyền tự cảm thấy mình đuối lý có chút lúng túng nói bắt đầu vẽ tranh đi. Lục trầm đại sư chỉ lo tình cảnh có chút khó nhìn cho nên mới khoát tay áo một cái. Được, chương 180, tả hữu du long 2. Nhanh chóng đảo qua một lần phương pháp vẽ tranh bên trong thiên đạo thư tịch, trương huyền đi hai bước tới cái bàn trước mặt mình, tiếp đó tay cầm bút lông lên. Nhìn thấy hắn thực sự muốn vẽ tranh, hoàng ngữ, bạch tốn lập tức tập trung tinh thần, vẻ mặt có chút hưng phấn. Điều chỉnh thời gian dài như vậy, rốt cuộc vị trương đại sư này có thể vẽ ra kiệt tác ra sao đây? Ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không khỏi nhìn sang, nếu như đúng là trương huyền cố ý dở trò bịp bợp, giả vờ giả vịt, như vậy hắn sẽ tự mình ra tay giáo huấn đối phương. Ngay khi tất cả mọi người đang chú ý thời điểm, trương huyền trần chờ một chút rồi nói. Lục đại sư, người còn có giấy không, ta có thể thử bút lông trước hay không? Thư họa không phải là công pháp tu luyện, chân khí vận chuyển một vòng ở trong người là được, coi như có biết nhiều hơn nữa thì cũng cần tìm tòi trong thực tiễn. Hắn chưa bao giờ thử vẽ qua, cũng chưa từng dùng tới bút lông, trước tiên phải thử độ cứng mềm và tốc độ một chút, kiểm tra màu sắc mực xuất hiện trên giấy nặng hay nhẹ thì mới có thể vẽ tranh được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao học tập được nhiều thư tịch luyện đan như vậy mà lại không thể trở thành luyện đan sư chân chính trong thời gian ngắn được. Luyện đan cần rất nhiều thời gian luyện tập, mà vẽ tranh, chú trọng tới ý cảnh, coi như đầu bút lông yếu đi một chút, Lĩnh Ngộ Ý cảnh thì cũng có thể vẽ ra được tác phẩm tốt. Thử đi. Sắc mặt Nguyên Ngữ đại sư càng không dễ nhìn hơn. Nếu như đối phương thực sự là Thư Họa đại sư thì làm sao còn phải thử bút chứ? Rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Hừ, ta để ngươi kéo dài, một lúc nữa xem ngươi còn có cớ gì nữa hay không. Không để ý tới ánh mắt quái dị của hắn, Trương Huyền cầm bút lông, nhúng mực, lại tiện tay vẽ lên trên giấy vài nét bút, lại dùng một cái bút lông khác, nhúng mực tùy tiện vẽ lên. Đây là phân nhiễm cơ bản nhất, ngay cả cái này cũng muốn thử. Không phải đây là lần thứ nhất Trương đại sư nắm bút đó chứ? Nhìn động tác của hắn, Hoàng Ngữ không nhịn được nói. Phân nhiễm là một khoản kỹ xảo trong lúc vẽ tranh, là một cây bút chấm mực, một cây bút khác chấm nước, kéo dài màu ra, tạo thành hiệu quả màu sắc từ thay đổi dần nồng đến nhạt, giống như dùng quyền trong võ công vậy, chỉ cần là vẽ tranh, không có ai mà không biết người khác thử bút đều thử trình độ cứng mềm, màu mực nặng nhẹ là được rồi. Mà tên này thì lại tốt, đủ loại kỹ xảo đều thử một lần, giống như trẻ con chưa từng sửa qua vậy. Nhìn thấy vậy mọi người tức thì khó chịu. Đại ca, chúng ta chờ ngươi mấy canh giờ rồi, ngươi có thể nhanh hơn một chút hay không? Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cho dù ta chết già thì cũng không nhìn thấy được tác phẩm hội họa của ngươi. Lần đầu tiên ta nắm bút cũng giống như vậy, cái gì cũng muốn thử một chút, kỳ thực cái gì cũng không biết. Bạch Tốn cũng rất là nghi hoặc, ngay cả hắn cũng nhìn ra được điểm không đúng. Nhìn Lục đại sư, Nguyên đại sư mà xem, vừa mới nắm bút thì khí thế toàn thân đã thay đổi, giống như kiếm khách cầm kiếm vậy, ngươi đang làm cái gì quỷ gì vậy? Trước mắt, Trương đại sư khiến cho hắn sùng bái, tuy rằng tư thế nắm bút lông không có sai sót, thế nhưng động tác cứng ngắc, không có một chút trôi chảy nào, giống như lần thứ nhất tiếp xúc vậy, không có khác biệt gì cả đừng nói cho ta biết, vừa nãy người đi đọc thư tịch tìm trạng thái, trên thực tế là đi học vẽ tranh như thế nào nha. Lục trầm đại sư cũng rất là mờ mịt, không hiểu rõ được rốt cuộc trong hồ lô của Trương Huyền bán thuốc gì. Được rồi, thích ứng một chút, rốt cuộc đã triệt để thông hiểu đạo lý tri thức học được trong đầu và động tác trên tay mình. Cuối cùng Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, bắt đầu đi. Thấy hắn dừng lại, lục trầm đại sư hỏi một câu thăm dò, hắn chỉ lo tên này trước mắt lại làm ra hành động thiêu thân gì chỉ là cũng may trương huyền cũng không nói ra lời nào nữa miệng đáp một tiếng rồi đi tới trước mặt tờ giấy trắng ngón tay búng một cái bút lông trong tay đã bay lên mực vừa dính vào đồng thời cái tay còn lại khẽ chộp một cái lại nắm cái bút lông khác còn lại vào trong lòng bàn tay ao 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 hai bút lông giống như sống dậy liên tục bay lượn ở trong tay của hắn trên tờ giấy trắng vốn không hề có thứ gì chậm rãi xuất hiện một bộ tác phẩm hội họa. Đây là Tả Hữu Du Long, nguyên ngữ đại sư vốn đang muốn vạch trần thủ đoạn lừa người của hắn, khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn to lên, suýt chút nữa con người đã rơi xuống trên mặt đất. Ngay cả thân thể của Lục Trầm đại sư cũng run rẩy một chút, thiếu chút đã ngất tại chỗ. Tả Hữu Du Long là cái gì vậy? Nhìn thấy dáng vẻ quái đản của hai vị đại sư, Bạch Tốn không nhịn được hỏi một câu. Bình thường chúng ta vẽ tranh đều dùng một cái để bút vẽ, trước tiên phải phát họa ra dáng vẻ đại thể, sau đó mới từ từ bổ sung. Lục Trầm giải thích. Hoàng ngữ, Bạch Tốn đồng thời gật đầu. Bọn họ cũng tiếp xúc với thư họa cho nên đều biết từng bước đi khi vẽ tranh. Phải phát họa ra cảnh vật lớn, những chỗ nào tinh tế cần phải điểm mực, trao chuốt, mãi cho đến lúc vẽ xong mới thôi. Cũng giống như xây nhà vậy, trước tiên phải làm giàn giáo, sau đó mới làm đầm, tuy rằng cơ sở kiên cố, nhưng tốc độ vẽ tranh lại chỉ được coi là tạm được, không đủ nhanh. Lục Trầm Đại Sư nói tiếp, vì tăng tốc độ vẽ tranh lên cho nên một ít đại gia về thư họa lợi hại đã sáng chế ra loại phương pháp tả hữu du long này. Ý nghĩa cũng như tên, tâm phân nhị dụng, nhanh tay nhanh mắt, dùng hai bút cùng vẽ, phân biệt từ hai đầu hai bên trái phải đồng thời bắt đầu, không cần phải suy nghĩ tới khung, cũng không cần tô điểm thêm, trao chuốt, chỉnh tranh vẽ gì ở trong lòng mà chỉ cần liên tục tiến lên vào phía trong. Khi hai bút chạm mặt nhau cũng là lúc đã vẽ xong. Làm như vậy, bất kể là thời gian vẽ tranh hay là hiệu suất đều có thể tăng nhanh hơn không chỉ gấp đôi, thế nhưng độ khó khăn lại rất lớn. Đầu tiên phải có nhận thức to nhỏ rõ ràng đối với chỉnh thể bức họa, tiếp theo, tâm phân nhị dụng cũng không thể phạm phải bất kể một chút sai lầm nào. Cuối cùng, cũng phải hiểu rõ sắc thái sắc điệu ở trong lòng thì mới có thể làm cho hình ảnh không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì khi hai hình ảnh hai bên trái phải gặp nhau. Nói thật, đây là kỹ xảo cực kỳ cao minh, coi như là ta và Nguyên huynh cũng không làm được. Nói đến đây, Lục Trầm đại sư lắc lắc đầu, trên khuôn mặt già nua vẫn tràn ngập vẻ không thể tin được như cũ. Loại phương pháp vẽ tranh song thủ du long này nhất định phải có tự tin tuyệt đối đối với tác phẩm hội họa thì mới có thể hoàn thành được. Hơn nữa không có mấy chục năm khắc khổ luyện tập thì khó có thể hoàn thành, Trương Huyền tiện tay đã có thể làm được. Chuyện này cũng quá khoa trương à nha. Trước tiên đừng vội khiếp sợ, bộ phận vẽ ra xung quanh nhất định phải nối liền hoàn mỹ thì mới coi như chân chính thành công, nếu không nối hoàn mỹ, như vậy tất cả đều là giả. Nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh không nhịn được hư lạnh, nói. Tả hữu du long nhanh tay nhanh mắt đúng là lợi hại, thế nhưng cho dù vẽ hai bên có tốt đến mấy, kế tiếp không nối liền lại được thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Cũng giống như xây nhà vậy, hai bên đều dùng kỹ thuật cao siêu, vô cùng kiên cố, ngay cả võ giả lục trọng cũng không phá hoại được, nhưng cuối cùng, nếu không kết nối lại hoàn mỹ, tranh lệch không đồng đều thì cũng chỉ là thất bại. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 180